Xin chào anh Vương ạ. Rồi, chào tất cả mọi người. Mình vào muộn chút vì máy tính vướng cu con học bài giờ mới xong. Dạ không sao ạ. Chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn và chào anh Vương. Hôm nay thì Book Hunter rất là vui vì cùng trong cái không khí của ngày hội sách và bản quyền thế giới thì chúng tôi đã kết hợp với anh Vương để tổ chức một cái buổi về văn hóa đọc, và cụ thể ở đây là tìm hiểu về văn hóa đọc tại Nhật Bản. Chúng ta có thể học hỏi được gì? Có lẽ chúng ta đều biết là Nhật Bản và Việt Nam thì có rất nhiều điểm chung, từ cái quy mô dân số đến diện tích, và có rất nhiều những cái đặc điểm lịch sử khá nhiều điểm tương đồng. Thế nhưng mà cái sự phát triển của văn hóa đọc của Nhật Bản thì có lẽ là nó có một cái bước tiến khá là có nhiều lợi thế từ trước. Ví dụ như nhà máy in hay là cái của Nhật Bản thì có lẽ là từ thời Minh Trị đã có những cái nhà máy in, và nó là in sách theo cơ khí mạnh hơn ở Việt Nam mình rất là nhiều. Thì hôm nay hy vọng rằng anh Quốc Phương sẽ có những cái chia sẻ chi tiết và cụ thể về cái văn hóa đọc ở Nhật Bản, từ cái nền tảng lịch sử đến cái đặc điểm hiện tại, để cho cộng đồng của chúng ta có thể hiểu sâu hơn. Có lẽ là không cần phải bàn cãi nhiều về cái sự chênh lệch về văn hóa đọc giữa Nhật Bản và Việt Nam. Thế nhưng mà Book Hunter vẫn mong anh Vương có thể chia sẻ từ các nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân của anh một cách ngắn gọn, để thấy được cái sự phát triển của văn hóa đọc tại Nhật Bản hiện nay, được không ạ? Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào bạn Lê Duy Nam. Thế thì khi nói đến văn hóa đọc thì ở chúng ta nó không có một cái định nghĩa mà chính thống hay là thống nhất hay đưa vào từ điển để mọi người hiểu. Cho nên là sẽ có nhiều người có cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên thì ở Nhật thì nó có một cái luật gọi là luật chấn hưng văn hóa đọc. Nó được ban hành năm 2005, và trong đó thì họ có đưa ra một định nghĩa văn hóa đọc. Ở đó thì họ cho rằng là tất cả những cái gì mà có liên quan đến việc lưu trữ, truyền tải, thưởng thức, sử dụng các thông tin được ghi lại bằng văn bản, chữ viết thì đều gọi là văn hóa đọc. Do vậy là ta có thể thấy là văn hóa đọc nó bao trùm trên rất nhiều lĩnh vực, như là in ấn, như là phát hành, như là xuất bản, hay là giáo dục nghệ thuật, vân vân. Thế thì khi nói về một cái sự phát triển của một nước về văn hóa đọc chẳng hạn, ta sẽ thấy có rất nhiều cái chỉ số khác nhau có thể nói đến điều này. Tôi sẽ nói ngắn gọn một số cái chỉ số tôi thu thập được từ các nguồn chính thống từ Nhật, như là Bộ Giáo dục, như là Viện Nghiên cứu Xuất bản của Nhật, hay là các cuốn sách hay các tác giả có uy tín ở Nhật chẳng hạn. Thì số liệu đầu tiên, chúng ta cứ tưởng tượng như thế này ạ. Một nơi có văn hóa đọc phát triển có nghĩa là nơi đó có rất nhiều sách, nói một cách đơn giản như vậy. Thế thì nhiều sách nhất thì ở đâu? Thì nhiều sách nhất là trong thư viện. Thế thì chúng ta ngồi đây, chúng ta thử giao lưu một tí chẳng hạn. Các bạn có thể nhắn vào ô chat chẳng hạn, là xem là các bạn đoán trong thư viện quốc gia của chúng ta là thư viện lớn nhất có bao nhiêu bản sách. Rồi các thư viện địa phương của chúng ta, ví dụ như chúng ta có 63 tỉnh thành, chúng ta có bao nhiêu bản sách trong thư viện của các tỉnh. Và từ đó chúng ta so sánh với Nhật Bản thì chúng ta sẽ biết được rằng là văn hóa đọc phát triển đến đâu. Thế thì các bạn có thể tra cứu cho chính xác, nhưng mà theo như là tôi được biết thì các thư viện cấp tỉnh của Việt Nam thì có khoảng độ nhiều nhất là khoảng 200.000 bản sách, tức là khoảng 20 vạn. Các thư viện tôi đến là thường khoảng 10 vạn cho đến 20 vạn bản sách, tất tần tật đấy ạ. Từ sách bé, sách to, sách cũ, sách mới, tất cả. Thế thì chúng ta có thể so sánh là ở cấp độ tương đương, ví dụ như là thư viện một tỉnh ở Nhật Bản, Nhật Bản có 47, người ta gọi là đô đạo phủ tỉnh, thì có bao nhiêu bản sách trong một thư viện cấp tỉnh tương đương. Đây là tôi lấy một ví dụ là nơi tôi đã trải nghiệm. Khi tôi học ở Đại học Shiga thì tôi hay thường đến đọc sách ở thư viện tỉnh Shiga của Nhật, là một tỉnh mà cũng bình thường thôi. Đa số là các nhà máy ở vùng nông thôn, ở vùng trang trại, rồi kinh tế cũng bình thường chứ không phải là giàu có ở Nhật. Thì tỉnh này là thư viện cấp tỉnh của họ, là thư viện công, có khoảng 2 triệu bản sách. Do vậy ta thấy là 200.000 với 2 triệu gấp 10 lần, đúng không ạ? Rất là lớn. Thế thư viện quốc gia chẳng hạn, ở Nhật thì theo mô hình của Mỹ, họ gọi là thư viện quốc hội quốc gia Nhật Bản. Thế thì chúng ta biết là thư viện quốc gia của chúng ta có bao nhiêu bản sách. Thế thì theo như tôi được biết là thư viện quốc gia của chúng ta có khoảng 2 triệu bản sách.
tức là bằng một thư viện cấp tỉnh của Nhật. Và thư viện của Nhật thì nó có khoảng số sách khoảng gấp 4 đến 5 lần chúng ta, tức là con số khoảng 8 đến 10 triệu. Rất là lớn. Đấy là số lượng bản sách. Thứ hai nữa là văn hóa đọc có phát triển hay không thì nó có một cái chỉ số cũng rất là quan trọng khác nói lên cái điều này, đó là số lượng nhà xuất bản. Chúng ta thì chắc là tính cả các công ty sách có liên kết xuất bản cộng với nhà xuất bản thì chúng ta có khoảng độ 150 nhà xuất bản và công ty thực hiện xuất bản sách. Tưởng là nhiều nhưng mà chúng ta thấy là không thua ở Nhật. Mặc dù là dân số già, nhà xuất bản có giảm đi, nhưng chúng ta thấy là số liệu hiện nay gần nhất tôi nắm được là khoảng hơn 3.000 nhà xuất bản các bạn nhé. Hơn 3.000. Và một cái chỉ số nữa nói lên văn hóa đọc phát triển như thế nào, đó là số lượng sách được tiêu thụ và số lượng sách được đọc. Thế thì Nhật vào những năm 90 là số lượng sách trung bình một người dân đọc trên năm là rất là lớn, khoảng 15-20 cuốn trên một năm. Nhưng sau đó dân số già rồi phổ cập internet nó cũng bị ảnh hưởng, và hiện nay số liệu người ta chính thức thừa nhận là khoảng 10-12 cuốn trên một người trên một năm. Ở chúng ta là số liệu công khai thừa nhận là chỗ thì nói 0.18, chỗ nói 1, chỗ nói 2, thôi thì cứ cho là 2 cuốn một người trên một năm. Nhưng mà chúng ta phải mở ngoặc là chính cơ quan công bố kết quả điều tra cũng cho rằng là đa số là sách giáo khoa. Và một cái chỉ số nữa tôi nghĩ cũng rất quan trọng, nó nói lên là văn hóa đọc đang ở đâu. Đó là các bạn ngồi ở đây, bao nhiêu người chúng ta có thói quen là đến thư viện mượn và đọc sách. Trong khi ở Nhật thì câu chuyện là cả gia đình đến thư viện mượn và đọc sách là một câu chuyện, nó là sinh hoạt thường ngày, giống như chúng ta đi uống bia, giống như chúng ta tụ họp làm các việc khác như đi xem ca nhạc chẳng hạn. Và số liệu tôi có trong tay là số liệu gần đây nhất tôi thu thập được, vì các số liệu sau phải trả tiền mới lấy được dữ liệu thống kê. Tôi chỉ thu thập được đến 2007. Vào năm 2007, số liệu thống kê cho biết là người dân Nhật mượn 630 triệu bản sách. Các bạn nhé, 630 triệu bản sách trong năm 2007 từ hệ thống thư viện công. Và dân số Nhật thì chúng ta biết là khoảng 129 triệu người, 130 triệu người. Họ mượn đến 630 triệu bản sách từ thư viện công. Thế thì chúng ta là bao nhiêu? Thì tôi cho rằng là chúng ta không có số liệu thống kê trên quy mô quốc gia. Nhưng mà một số liệu thống kê tôi được nghe và được cung cấp đối với các thư viện cấp tỉnh thì nó rất là nhỏ. Ví dụ như thư viện cấp tỉnh nào mà hoạt động tốt thì cấp được 3.000 thẻ. Không biết là có đến mượn hay không, nhưng mà có khoảng 3.000 thẻ, quản lý khoảng 3.000 thẻ. Và một năm thì đón khoảng 5-6 vạn, cùng lắm là đến 10 vạn lượt. Đấy là con số báo cáo, còn thực tế thì cũng có thể là nó sẽ thấp hơn. Đó, chúng ta sẽ thấy là một cái số lượng nó chênh lệch rất là lớn. Và doanh thu xuất bản thì con số quá to nên tôi cũng không biết đọc nào cho chúng. Nhưng mà doanh thu của xuất bản chúng ta thì tất tần tật, nếu mà liên quan đến xuất bản sách thì khoảng 4.000 tỷ. Nếu mà so với lại bán biệt thự, chúng ta sẽ thấy là bán được 100 căn biệt thự là bằng doanh thu ngành xuất bản. Và trong đó thì doanh thu của sách giáo khoa và các thiết bị đi kèm như là sách bài tập, sách bổ trợ, đồ chơi, dụng cụ thí nghiệm vân vân nó chiếm phần lớn, có lẽ là quá một nửa. Còn lại các nhà sách ví dụ như là Nhã Nam hay Kim Đồng, theo tôi biết là doanh thu nếu mà đến trên mức 100 tỷ hay là 200 tỷ đã là một sự nỗ lực rất là lớn. Và qua một số chỉ số như vậy, cộng với lại cái trải nghiệm của tôi ở Nhật, đó là phòng giáo sư rất nhiều sách. Mỗi một năm họ được cấp một khoản tiền để mua sách, có thể cả 100 triệu tiền Việt, 200 triệu tiền Việt. Rồi thư viện trường sách phong phú, các hiệu sách rất là nhiều. Ở Nhật có khoảng hàng vạn, hàng chục vạn hiệu sách. Tôi có số liệu thống kê cụ thể, rất là lớn. Và hiệu sách của họ không phải là một cái quán cóc nhỏ như chúng ta. Số lượng hiệu sách rất là lớn. Và trong một khu phố ta sẽ rất thấy hiệu sách là xuất hiện thường xuyên. Nhưng mà chúng ta thì thấy là ngay cả các thành phố lớn, ngoại trừ hiệu sách pha xa trong các siêu thị như Big C hay là ở một địa điểm nào đó có đông đúc người đến mua bán, thì chúng ta sẽ thấy không thấy một hiệu sách nào cả. Và có hiệu sách thì tên hiệu sách nhưng chủ yếu là bán sách giáo khoa và đồ dùng tập. Cho nên nói chung, cả quan sát cá nhân của tôi lẫn số liệu thống kê tôi thu thập được đều cho thấy Nhật Bản có một bề dày truyền thống về văn hóa đọc. Lúc nãy anh Nam có nói là thời Minh Trị có máy in, nhưng mà tôi thì giải thích thêm là ở Nhật từ thời Edo, tức là trước thời Minh Trị, in đã trở thành một công nghệ, xuất bản đã trở thành một ngành công nghiệp, và người ta đã đọc đến hàng chục vạn bản sách, thậm chí có khi cả triệu bản sách, kể cả bản in lậu, rất là nhiều. Văn hóa đọc họ hình thành rất là sớm, trước khi mở cửa với phương Tây mà chơi với Mỹ vào năm 1854.
Thì trước đó Nhật đã có 200 năm đọc sách của Hà Lan, và giới trí sĩ, giới nho gia, giới các võ sĩ yêu thích văn chương nghệ thuật của họ đã đọc được tiếng nước ngoài khá khá, và chủ yếu là tiếng Hà Lan. Đấy là sơ lược một chút về câu chuyện thành tựu, hay nói cái khác là mặt sáng của xuất bản cũng như là văn hóa đọc vậy nhỉ. Một thông tin rất thú vị ạ. Tại vì Hà Lan thì nếu như ở châu Âu chúng ta được biết là cái công ước Bơn ấy, là nó được hình thành từ cái sức ép từ Anh và Pháp chống lại cái việc in lậu của Hà Lan. Tức là Hà Lan là một nước mà rất là tinh thần chia sẻ, gọi là chia sẻ in sách một cách rất là nhiều và không cần xin phép. Và đặc rất là thú vị khi mà Nhật Bản lại có cái sự tương tác với Hà Lan từ rất sớm và kế thừa cái tinh thần in ấn và chia sẻ bản sách để đọc. Vậy thì anh có thể cho biết thêm là cái sự phát triển về chính sách về ngành xuất bản của Nhật Bản nó đi như thế nào, và nó có cái sự khác biệt mạnh khác biệt rất là mạnh so với chính sách ở Việt Nam không ạ? Nói chung là ở Nhật thì văn hóa đọc nó phát triển như vậy thì nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất là yếu tố lịch sử truyền thống, chúng ta biết rồi, Nhật là quốc gia duy nhất ở châu Á có chế độ võ sĩ, và trong thời trung đại thì Nhật chia thành các tiểu quốc, Nhật gọi là các phiên, và mỗi một phiên một tiểu quốc đó thì nó tương đương với một cái công quốc, một cái lãnh địa ở châu Âu. Cho nên là ở Nhật thì xuyên suốt lịch sử thời trung đại rồi cận thế, thế đô đấy, nó không giống như lịch sử của Việt Nam, Trung Quốc. Đó là không có một ông vua chuyên chế nắm quyền lực tuyệt đối trong tay và quyết định từ ý nghĩ của người dân trở đi. Cho nên Nhật có một môi trường tự do học thuật, tự do tư tưởng và tự do xuất bản từ khá sớm. Cho nên là giới võ sĩ, giới văn nhân của Nhật là có khả năng in ấn, truyền bá, thảo luận, phổ biến tác phẩm của mình. Và cùng với nó là hệ thống giáo dục bình dân của người dân làm nghề công thương, tức là những thương nhân buôn bán. Và giới võ sĩ rất là coi trọng việc giáo dục con cái, coi trọng kẻ sĩ. Nó dẫn đến là Nhật có truyền thống về văn hóa đọc, và sau đó là sự tiếp xúc sớm với phương Tây trên tinh thần cầu học, khoa học kỹ thuật để chống lại chính phương Tây. Cho nên là tiếp xúc với Hà Lan và sau đó là Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Cho nên Nhật có truyền thống tốt. Cái thứ hai nữa là do nhu cầu cận đại hóa sớm đất nước để chống lại chính phương Tây. Cho nên là giới nho sĩ, giới Hán học, rồi sau đó là giới Tây học của Nhật đã rất là ham đọc, thâu nhận văn vật của phương Tây, phát triển thư viện, phát triển giáo dục từ rất là sớm. Cho nên là bước vào thời cận đại họ cũng có môi trường tốt hơn chúng ta rất nhiều. Và đặc biệt là trải qua một chế độ phát xít khá khắc nghiệt, thì sau năm 1945 với hiến pháp mới năm 1946 thì nước Nhật có một điều kiện gần như là hoàn hảo để phát triển văn hóa đọc. Đó là môi trường rộng mở, thoải mái với cả giới xuất bản, giới viết lách, giáo dục và đặc biệt với bạn đọc. Tức là Nhật không thiếu sách vở gì cả, họ chẳng có cấm sách vở gì cả, chỉ có hạn chế độ tuổi và nơi bán. Cho nên là việc truyền bá tác phẩm rất là dễ. Thứ hai nữa là chúng ta biết là nếu mà để chỉ có thuần túy là theo chủ nghĩa tự nhiên, tức là nhà nước chỉ tạo ra một cái hành lang pháp lý thôi, sau đó là cứ kệ nó để tự sinh tự diệt, thì tất nhiên nó cũng phát triển nhưng nó không thể mạnh được. Đặc biệt là khi nước Nhật bước vào thời kỳ phát triển đỉnh cao kinh tế, Internet phổ cập và các thiết bị cầm tay như iPad, máy tính, điện thoại thông minh, Nhật là thiên đường công nghệ mà. Thì người Nhật cứ 5 năm một lần, Bộ Nội vụ của Nhật cộng với Bộ Giáo dục sẽ tiến hành một cuộc điều tra về sinh hoạt của quốc dân cũng như về thói quen đọc sách. Và họ phát hiện ra một điều là khi Internet mà phát triển phổ biến thì thói quen đọc sách có vẻ đi xuống, số lượng sách đọc trên đầu người đi xuống, và họ đã chấn chỉnh rất là sớm. Năm 2001, nước Nhật ra một đạo luật gọi là luật khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em, trong đó quy định nghĩa vụ của nhà nước, của các cơ quan tổ chức, ban ngành, của Bộ Giáo dục, của tất cả các bộ ngành liên quan, rồi chính quyền địa phương, rồi giáo viên, phụ huynh trong việc tạo điều kiện thúc đẩy hỗ trợ trẻ em đọc sách, và đương nhiên cũng cả chế tài đối với các cơ quan không tuân thủ điều này. Và tiến thêm một bước đến năm 2005 thì họ lại có một cái bộ luật khác rất là quan trọng mà tôi có dịch ra tiếng Việt. Đó là luật chấn hưng văn hóa. Họ nâng lên tầm quốc gia chứ không chỉ trẻ em nữa. Và trong luật chấn hưng văn hóa đọc lần đầu tiên họ đã đưa ra định nghĩa về văn hóa đọc, đưa ra chế tài đối với nhà nước, chính phủ, các cơ quan, cá nhân
và các thiết chế, các điều luật liên quan đến ngân sách phục vụ văn hóa đọc, phát triển thư viện ở địa phương và khuyến đọc. Đấy là về vĩ mô. Và trên cơ sở các bộ luật vĩ mô đó thì họ đã đề ra một cái mình gọi có thể gọi là chiến lược đọc quốc gia. Trong tiếng Nhật thì nguyên tắc nó gọi là kế hoạch cơ bản phát triển văn hóa đọc. Đó là ở quy mô quốc gia 5 năm một lần. Sau đó căn cứ trên quy mô quốc gia, tức là chính phủ ban bố đó và ủy nhiệm cho Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản biên soạn đó, thì các tỉnh, đô đạo phủ tỉnh, tức là đơn vị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau đó đến cấp thành phố, địa phương, các thị trấn, thôn làng, đến tận thôn làng, là phải công bố định kỳ kế hoạch phát triển văn hóa đọc để hướng dẫn tổ chức và huy động sức mạnh của toàn xã hội vào việc phát triển văn hóa đọc. Và số liệu thống kê mới nhất tôi đang đọc ở trong tay đó là bản báo cáo ra đời vào năm Lệnh Hòa thứ tư, thứ năm, thì cho biết là có trên 70% các làng ở Nhật Bản có bản kế hoạch cơ bản phát triển văn hóa đọc định kỳ. Do vậy là ta thấy cái chính sách vĩ mô nó đến cơ sở rất là ghê gớm. Và chúng ta sẽ thấy thú vị hơn một nữa là ở Nhật họ thực hiện quản trị quốc gia theo cả phân quyền và tự trị địa phương, chứ không phải một mệnh lệnh hành chính ở trên quốc gia, mà theo một hệ thống có thể đến ngay thì các làng, các đô đạo phủ tỉnh, tỉnh trưởng hay gọi là thống đốc, họ phải cảm thấy thuyết phục, rồi hội đồng nghị viện địa phương họ phải cảm thấy thuyết phục, họ mới tuân thủ. Cho nên ta có thể thấy được là sức mạnh của văn hóa đọc, cái chính sách của họ đã được sự đồng thuận cao như thế nào. Đấy là chính sách vĩ mô. Thế còn vi mô thì từng ngành, từng trường học, từng địa phương và các tổ chức đoàn thể ở Nhật sẽ có cách làm khác nhau. Một cái đầu tiên tôi muốn nói là ở Nhật các đoàn thể dân sự về văn hóa đọc rất là phát triển. Nó có hàng chục, thậm chí hàng trăm các đoàn thể liên quan văn hóa đọc. Ví dụ như Viện Nghiên cứu Xuất bản, Liên minh Phát triển Văn hóa đọc, rồi các tổ chức liên quan đến văn hóa đọc do người dân tự tổ chức ra và quyên góp tiền, có văn phòng, rồi có nhân viên hoạt động chuyên sách v.v. phát triển văn hóa đọc. Họ tổ chức các câu lạc bộ đọc sách, tổ chức các hoạt động đọc, hỗ trợ các trường, tổ chức lên mạng lưới tình nguyện viên. Đấy là với người dân. Thế còn các thư viện thì họ sẽ có hiến chương thư viện, họ có các quy tắc tổ chức, có các phong trào của thư viện, ví dụ có ngày thư viện này, rồi có ngày đọc sách quốc gia này, có ngày đọc sách trẻ em này, có tuần lễ đọc sách này, thậm chí có cả năm đọc sách. Đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh một chút đối với trường học, đó là trường học họ có những cái hoạt động rất là hay, chẳng hạn như là chúng ta có ngày sách Việt Nam là cả năm có một ngày, thì ở Nhật trường học 96% các trường tiểu học thực hiện đọc sách buổi sáng, tức là cứ 10 phút đến trường đầu giờ, từ hiệu trưởng, giáo viên cho đến học sinh sẽ đọc cuốn sách mình thích. Khoảng hơn 70% các trường trung học cơ sở thực hiện phong trào này, và khoảng gần một nửa các trường trung học phổ thông thực hiện đọc sách buổi sáng. Và phong trào này thì bắt đầu rất là sớm, từ năm 1988, bắt đầu từ tỉnh Chiba trong một trường nữ sinh, do hai thầy cô dạy môn quốc ngữ, ta gọi là môn văn và tiếng Việt ấy, ở Nhật gọi là môn quốc ngữ, khởi phát, và sau đó nó lan ra toàn quốc, và nhờ nó mà cái thói quen đọc sách của học sinh Nhật được hình thành rất là tốt. Và một cái chính sách nữa, nó có tính chất như là biểu tượng của nhà nước và nhân dân cùng làm trong khuyến đọc, và gia đình tôi được thụ hưởng, đó là ở Nhật khi một đứa trẻ được sinh ra thì sẽ được tặng một cuốn sách và được thư viện địa phương cử nhân viên đến hướng dẫn bố mẹ đọc sách cho con và hướng dẫn làm thẻ thư viện. Và khi con tôi được 3 tháng tuổi ở Nhật đi khám sức khỏe ở thành phố Kanazawa thì thư viện thành phố đã đến tư vấn về cách đọc sách cho con, hướng dẫn thủ tục làm thẻ và tặng một cuốn sách cho cháu. Cho nên ở Nhật thì cái công việc này nhà nước không trực tiếp làm, mà nhà nước sẽ ủy thác cho một NPO có tên là Bookstart, tức là giống như là khởi đầu đọc sách, cuốn sách đầu tiên ấy. Thì chương trình này là Nhật học từ Anh từ năm 2000. Anh thực hiện rất là có kết quả, và sau đó Nhật học mô hình từ Anh. Nhà nước sẽ dành một phần ngân sách cho hoạt động này, nhưng mà nhà nước không trực tiếp đứng ra làm mà ủy thác cho NPO để người dân giám sát, người dân thực thi. Và NPO này sẽ phối hợp với các bệnh viện phụ sản, các bệnh viện công trên toàn quốc, các trạm y tế, các cơ sở phúc lợi để tặng quà và hướng dẫn thủ tục cũng như phương pháp đọc sách cho phụ huynh. Và tôi nghĩ là ở Việt Nam chúng ta
Nếu làm được điều này thì độ phủ sóng của đọc sách rất là tốt. Và do vậy, so sánh với Nhật thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều. Thứ nhất là cần một chính sách vĩ mô chuẩn chỉ, nhất quán, thông thoáng. Thứ hai là cần sự liên kết giữa các ban ngành, cần sự kết nối mật thiết, chia sẻ mục tiêu chung giữa nhà nước và người dân, giữa các cơ quan nhà nước, giữa các bộ như là văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch với lại giáo dục, cũng như là người dân giống như Bookstart ở Nhật. Và quan trọng hơn nữa là từng những ngành cụ thể, đặc biệt là giáo dục, chúng ta phải có được một cái chương trình hành động cụ thể cũng như một phong trào thực chất và rộng khắp trên toàn quốc. Tôi lấy ví dụ như ở Việt Nam, nếu chúng ta làm tốt đọc sách buổi sáng chẳng hạn, thay vì giờ truy bài, chúng ta có thể cho học sinh đọc sách và làm một cách thực chất chứ không phải là làm đối phó, thì tôi nghĩ là cái độ phủ sóng là rất lớn. Hoặc là quà tặng cho trẻ em khi ra đời ấy, thì chúng ta có thể làm trên quy mô quốc gia, chúng ta cần thời gian để vận động chính sách, rồi có thể có cần luật để làm. Nhưng ở quy mô từng tỉnh, từng huyện, từng xã, từng làng, ở quy mô từng địa bàn nhỏ, các cá nhân có tấm lòng, rồi với cùng với chính quyền địa phương và các đoàn thể, các bệnh viện tư, các bệnh viện công mà người lãnh đạo có tầm, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Thế tôi chia sẻ một chút về chính sách cũng như các biện pháp và khuyến đọc của Nhật. Có một thông tin anh chia sẻ khá là thú vị liên quan đến việc là Nhật lựa chọn cách học hỏi phương Tây để chống lại chính phương Tây. Thì đây là một cái điểm khá là hay, bởi vì có thể nhiều người thắc mắc tại sao có thể là nếu mà để chống phương Tây thì làm sao phương Tây sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta học. Rất là thú vị. Tức là chúng ta biết là một đế quốc cho dù có dã tâm như thế nào, nhưng trên thực tế là không phải là ngay từ đầu nó ảo mà đến cái nó mang quân đội, nó chĩa súng là nó đã muốn cướp đất hoặc nó đòi chủ quyền ngay. Nó sẽ phải thăm dò đối phương này, rồi nó sẽ phải tìm hiểu đối phương này, nó gây sức ép từ từ này, rồi sau đó là nó phải xem thực lực đối phương như thế nào. Thế thì các đế quốc mà khi mà tiếp xúc với Nhật Bản thì ngay từ đầu thì họ chỉ đòi những cái quyền lợi sát sườn thôi, ví dụ như mở cảng biển thông thương cho buôn bán, rồi đòi quyền lãnh sự tài phán, đòi người phương Tây được ở lẫn trong khu dân cư của người Nhật, rồi đòi một số quyền lợi về ngoại giao khác. Thế thì trong quá trình đó thì người Nhật, chúng ta đừng có hiểu lầm là chỉ đến thời Minh Trị mới bắt đầu mở cửa. Thực ra mở cửa được tiến hành dưới thời chính quyền Mạc Phủ Tokugawa trước đó, 1854 là chính quyền Tokugawa vẫn cầm, và các du học sinh ưu tú nhất của nước Nhật sau đó trở thành các bộ trưởng, trở thành giường cột của nước Nhật thời Minh Trị, chính là những du học sinh được Mạc Phủ cử đi học nước ngoài. Trong đó có cả tướng quân Yoshinobu nữa, nếu tôi nhớ không nhầm. Và ông Fukuzawa Zukichi chẳng hạn cũng là người cựu mặt, tức là nhân viên cũ của Bộ Ngoại giao dưới chính quyền Mạc Phủ. Thế thì khi mà phương Tây giao lưu tiếp xúc với Nhật như vậy thì đương nhiên là câu chuyện không phải là xâm lược ngay, mà phương Tây muốn tiến hành các hoạt động thương mại gây ảnh hưởng tác động lên Nhật. Và trong quá trình đó thì Nhật cũng muốn học hỏi từ phương Tây, muốn củng cố của mình. Và các nước phương Tây cũng tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, Anh, Pháp, Đức, Mỹ vừa coi chừng lẫn nhau, vừa chơi với Nhật, vừa gây ảnh hưởng lên Nhật. Và trong bối cảnh gọi là trăm hoa đua nở, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa thăm dò, vừa o ép lẫn nhau đó, thì Nhật đã rất là nhanh tay. Họ đã học hỏi từ những người giỏi nhất trên thế giới theo hai cách. Một là cử du học sinh của mình, cán bộ của mình đi thị sát nước ngoài. Nhật cử rất nhiều quan chức, dưới thời Mạc Phủ cũng có, mà Minh Trị cũng có, đi thị sát nước ngoài. Ví dụ như hiến pháp Nhật Bản dưới thời Minh Trị chẳng hạn là do Ito Hirofumi đi thị sát Anh, rồi thị sát Đức, đem về cái mô hình từ nước Đức. Rồi các mạc thần, những viên chức xuất sắc nhất của Mạc Phủ cũng được cử trước đó đi ra nước ngoài, trong đó có Fukuzawa Zukichi đi khắp châu Âu rồi Mỹ. Và người Nhật học cách thứ hai, đó là bỏ tiền ra, không tiếc tiền, mời những người là chuyên gia giỏi của Đức, của Anh, của Mỹ đến dạy cho người Nhật. Ví dụ như là mời các sĩ quan hải quân của Anh để dạy cho hải quân Nhật này, rồi mời người Pháp dạy về đường sắt, mời người Đức để học về giáo dục đó, rồi họ người Mỹ dạy làm việc về giáo dục chẳng hạn. Và có một cách nữa là gián tiếp, đó là họ nhập khẩu rất nhiều sách vở. Bất kỳ người Nhật nào ra nước ngoài mà có trí tuệ, có tầm nhìn, họ đều tha của sách của Anh, của Mỹ, của Pháp, của Đức về. Và cái đội ngũ thông thạo tiếng nước ngoài đó rất là lớn, và chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn và tủi thân khi chúng ta biết rằng là những người Việt Nam vào quãng đầu thế kỷ 20, khi bắt đầu tìm kiếm một con đường duy tân canh tân cho nước Việt của chúng ta, thì các cụ ở thế hệ đầu tiên đó lại là những người không làm chủ được ngôn ngữ nước ngoài,
cho dù có thể sang sống ở Pháp như cụ Phan Châu Trinh hay là sang Nhật như cụ Phan Mộ Châu, các cụ lại không làm chủ được thứ ngôn ngữ mà các cụ lẽ ra phải làm chủ để truyền tải văn minh về Việt Nam. Thế hệ của Nhật thì thuận lợi hơn rất là nhiều do có sự chuẩn bị nền tảng từ trước, và do vậy ta có thể hiểu được tại sao ở phương Tây vừa đe dọa Nhật Bản như vậy nhưng Nhật Bản vẫn có thể học được. Và thậm chí Nhật Bản học nhanh hơn chúng ta 50-70 năm đó, họ đã chớp được thời cơ thuận lợi. Đó là phương Tây chỉ gây sức ép được họ thôi. Cho nên khi Nhật mạnh lên, Nhật bắt đầu Tây hóa và bắt đầu nói chuyện sòng phẳng với phương Tây, thì Nhật đã cử các đoàn sứ ra nước ngoài vận động, rồi vận động trong nước nữa và sửa được các điều ước bất bình đẳng mà trước đó chính quyền Mạc Phủ Tokugawa đã ký với nước ngoài, ví dụ cho hưởng quyền lãnh sự tài phán, rồi hưởng về thuế quan. Và sau đó thì Nhật với thời Minh Trị họ sửa được hết, và sau đó họ đã có một cái địa vị ngang bằng không thua kém phương Tây. Vâng, cảm ơn anh. Về cái chính sách phát triển văn hóa đọc từ vĩ mô và đến tận vĩ mô, đến tận làng xã chẳng hạn, thì có lẽ là nếu như mà chúng ta áp dụng một cách gọi là máy móc thúc đẩy những cái việc thói quen đọc sách một cách nhanh chóng, thì liệu đấy đã phải là một cách tốt nhất chưa? Bởi vì thực ra Nhật họ đã có một cái nền tảng mấy trăm năm, và có thể là nó đòi hỏi những cái tiền đề khác nữa, chứ không chỉ đơn thuần là khuyến khích cái việc đọc. Bởi vì cái việc đọc sách thì nó sẽ còn cái tiền đề trước đó, là tức là cái quá trình tạo ra nội dung. Thì cái quá trình tạo ra nội dung đó cũng cần rất nhiều những cái tiền đề. Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút, nếu như Việt Nam mà muốn vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả để thúc đẩy văn hóa đọc, thì chúng ta có thể nên đi một cách cụ thể như thế nào? Nói chung là ở bối cảnh ở Việt Nam chúng ta có nhiều điểm khác Nhật, và chúng ta nói một cách đơn giản, nói vui là chúng ta là người Việt, không phải là người Nhật. Và Việt Nam bây giờ là thế kỷ 21, không phải là Nhật Bản thế kỷ 18-19. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cho dù chúng ta làm thế nào đi chăng nữa thì chắc là cũng không tránh khỏi việc là chúng ta sẽ làm hai việc, vừa phải vận động thúc đẩy chính sách từ trên xuống, chính sách vĩ mô quốc gia, đồng thời là từng người dân phải phát huy cái năng động tự chủ, rồi phục vụ chính quyền lợi sát sườn của chúng ta. Do vậy là cứ hai con đường đấy mà chúng ta triển khai thôi. Chúng ta không thể trông chờ là bao giờ chính sách quốc gia có hoàn mỹ tận làng thì chúng ta mới làm việc. Nhưng chúng ta cũng không thể coi nhẹ yếu tố từ bên trên xuống. Tôi lấy ví dụ một cách đơn giản. Tôi lấy một cách đơn giản, ví dụ đơn giản như này là ngày sách quốc gia của chúng ta chẳng hạn. Nếu chúng ta nhìn sâu vào, chúng ta sẽ thấy là nó mang tính chất phong trào, rồi nó chưa có bề sâu. Nhưng mà ít nhất thì tác dụng của nó cũng cho thấy là ở mọi nơi mọi người bắt đầu là quan tâm để ý đến ngày sách. Tôi là một người đi làm khuyến đọc, tôi thấy rằng là cách đây khoảng 10 năm, việc nói về sách, thậm chí những người làm sách còn ngại ngùng, hay là tặng nhau một cuốn sách chẳng hạn có vẻ ngượng. Nhưng dần dần bây giờ tôi thấy là việc tặng nhau sách được tiếp nhận tương đối tốt, đấy là tác dụng của nó. Cho nên kinh nghiệm của tôi thì thấy rằng là Việt Nam chúng ta thì có nói vui giống như thời chiến tranh, là ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm. Tất cả mọi người dân Việt Nam nếu như đã hiểu được rằng là đọc sách có lợi cho cá nhân, cho dòng họ, cho gia đình mình, rồi cho quốc gia, cho dù mình là cán bộ, cho dù mình là nhà lãnh đạo, cho dù mình là chủ doanh nghiệp, hay mình là thầy giáo viên, hay mình là một dân bình thường, thì trước mắt là chúng ta hãy biến chúng ta thành người đọc sách này. Sau đó là chúng ta giúp cho con chúng ta đọc sách, giúp cho vợ chúng ta đọc sách, chồng chúng ta đọc sách, bố mẹ chúng ta đọc sách, sau đó đến anh em họ hàng, sau đó đến hàng xóm, và sau đó đến địa phương chúng ta. Do vậy tôi nghĩ là cái cách làm xuất phát từ dưới lên ở Việt Nam thì nó tương đối phù hợp với hoàn cảnh ở Việt Nam chúng ta. Trong khi chúng ta cũng không bỏ quên một việc là chính sách của nhà nước chỉ có thể thúc đẩy mạnh khi người dân có nhu cầu, người dân quan tâm đến nó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam chúng ta thì đòi hỏi trong một thời gian ngắn, 5, 10 năm hay 20 năm giống như Nhật để có thể độ phủ lớn thì không có. Nhưng mà chúng ta có thể nỗ lực và có thể học những cái kinh nghiệm của họ từ trên xuống và từ dưới lên. Cảm ơn anh ạ. Mình xin nhắc một chút là các bạn có thể đặt câu hỏi cho anh Vương ở phần tin nhắn, thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng duyệt qua một số các câu hỏi. Nhân đây thì có một cái mối liên hệ rất là mật thiết giữa ngành sách của Nhật Bản và công nghiệp văn hóa, và cái mối liên hệ này thì dường như là đồng thời thúc đẩy cả hai cái ngành này.
thì anh có thể chia sẻ thêm về cái mối liên hệ này được không ạ? Và theo anh thì điều gì khiến Việt Nam chưa thể tạo ra được mối liên hệ giữa cái ngành sách và cái ngành công nghiệp văn hóa? Rất đơn giản thôi, tôi vừa viết một cái bài trên báo Văn Nghệ. Tôi có viết một cái bài có tựa đề là người viết cần phải đọc nhiều hơn nữa. Ý tôi nói là chính là bản thân những người sáng tạo nội dung chúng ta cũng ít đọc. Khi mà ít đọc thì chúng ta không tạo ra được sản phẩm tốt, có chiều sâu, chạm đến cái mối quan tâm của đại chúng hay là bạn đọc rộng rãi. Thế thì ở Nhật chẳng hạn, văn hóa đọc nó là một nền tảng quan trọng để từ đó nó tạo ra gốc rễ của các ngành công nghiệp sáng tạo khác, như là phim ảnh, như là âm nhạc, như là anime, như là các sản phẩm sân khấu kịch vân vân. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là giữa xuất bản và các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa đó nó có một sự song hành. Chẳng hạn như là người Việt Nam chúng ta chỉ đọc say mê đọc Conan, đọc Doraemon, đọc Bảy Viên Ngọc Rồng, hay chúng ta xem những cái bộ phim hoạt hình như là Mộ Đom Đóm, chúng ta rất là say mê, thậm chí có rất nhiều bạn trẻ là muốn học theo cái đó. Nhưng mà khi đi dạy tại một trường nghệ thuật thì tôi phát hiện ra một điều là những người sáng tạo nghệ thuật, những người mong muốn được trở thành người sáng tạo nghệ thuật đó lại rất là lười đọc. Thế thì tôi có nói một câu rất chân thành rằng là nếu các bạn muốn sáng tạo tác phẩm hay mà các bạn lại lười đọc thì không thể được. Cho nên mối quan hệ như anh Nam có hỏi là ở Nhật thì mối quan hệ như thế nào, thì tôi cho rằng là ở Nhật một điều rất là cơ bản, văn hóa đọc nó sẽ là nền tảng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, công nghiệp sáng tạo và kể cả giải trí. Các tác giả viết giải trí ở Nhật thuần túy cũng là những con mọt sách mà đọc rất là nhiều, đọc rất là khủng khiếp. Cho nên là tôi có đọc một cuốn sách của chính một nhà văn Nhật 38 tuổi, ông mới bắt đầu viết tiểu thuyết. Mà đến khi ông nghỉ hưu, ông viết được 200 cuốn tiểu thuyết. Thì ông có nói rằng là một nhà văn chuyên nghiệp ở Nhật, ông có thể một năm đọc từ 300 đến 500 cuốn sách. Và do vậy ta có thể thấy được rằng là công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo ở Nhật nó dựa trên ngành xuất bản, nó dựa trên sách vở mật thiết như thế nào. Nhưng mà trong khi ở ta thì chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều là manh nha. Ở giới sáng tạo dường như không có mối quan hệ mật thiết nhiều lắm, trừ một vài cá nhân kiệt xuất với ngành xuất bản. Và ngành xuất bản cũng chưa thực sự tạo thành một bệ phóng. Các tác giả nhà văn, nhà thơ, các tác giả viết chưa phải là những người tạo ra được những tác phẩm sâu sắc hay có chiều sâu hay ảnh hưởng lớn để giúp cho giới sáng tạo dựa trên nội dung đó. Tôi lấy ví dụ như là các bộ phim ăn khách của Việt Nam gần đây chẳng hạn, thì thấy hình như là toàn là đội ngũ biên kịch viết thẳng ra kịch bản như vậy chứ không chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nào chẳng hạn. Và có nhiều khi là chuyển thể các tiểu thuyết nhưng mà các bộ phim đó lại không trở thành bộ phim có ảnh hưởng. Và đấy cũng là một suy ngẫm rất là thú vị. Hoặc là chúng ta thấy là trong phong trào khuyến đọc hiện nay, tôi cũng thấy hiếm có các nghệ sĩ, hiếm có các đạo diễn, hiếm có các nhà biên kịch nói một tiếng to to lên một chút là nhờ đọc nhiều, nhờ xuất bản, nhờ giới nhà văn nâng đỡ mà tôi có được tác phẩm tốt như thế này. Trong khi ở nước ngoài thì chuyện đấy rất là đơn giản. Ví dụ như những đạo diễn tài ba nhất, những nhà sản xuất tài ba nhất, phim hoạt hình của Nhật Bản đều nói rằng là phim tôi có hay nhưng cũng chỉ xem một lần là đủ. Các bạn nên dành thời gian đó để đọc sách. Ông nói rất là can đảm, nói rất là thẳng thắn như vậy trong những hội nghị lớn mà được báo chí trích lại rất là nhiều. Xin cảm ơn. Đúng là ở nước ngoài thì những cái tác phẩm sách nó là một cái điểm khởi đầu cho cả một cái chuỗi các sản phẩm văn hóa, và hiện nay như là Netflix cũng có rất nhiều những cái phim chuyển thể từ họ lấy từ những cái tác phẩm kinh điển của các nước trên thế giới, họ làm thành phim là nó trở thành một thứ rất là sản phẩm văn hóa rất là được ưa thích. Thì có lẽ là đúng là để mà có được cái kết nối giữa cái ngành sách và ngành công nghiệp văn hóa thì nó phải xuất phát từ chính từ ngành sách, có những cái tác phẩm có giá trị sâu để cho những cái ngành văn hóa khi họ kế thừa. Trong thời gian gần đây thì Facebook anh có đề cập nhiều đến thái độ với lại cái nghèo, thì không biết là theo anh thì có phải là cái nghèo là cái lý do nó khiến cho văn hóa đọc ở Việt Nam nó chưa được phát triển hay là ngược lại? Tôi nghĩ là nghèo đói cũng là một trong những tác nhân quan trọng kìm hãm sự phát triển của văn hóa đọc. Trước hết là chúng ta thấy rồi, khi mà nghèo đói thì người ta ưu tiên sinh tồn, ưu tiên vật chất để tồn tại, ăn mặc ở. Cho nên là cái câu chuyện đọc sẽ là thứ yếu. Và có một lý do nữa ít người để ý là nghèo đói nó làm cho người ta không có trải nghiệm thưởng thức văn hóa từ khi còn nhỏ, dẫn đến là người ta không có được niềm hạnh phúc
khi mà thưởng thức văn hóa đó. Giống như chúng ta tại sao thích ăn nước mắm, rồi tại sao thích ăn những món ăn dân dã, là vì khi chúng ta còn nhỏ được bố mẹ nấu cho cái đó. Chúng ta thích ru vì bé được bố mẹ chúng ta ru, cho nên khi còn nhỏ chúng ta sống được môi trường được thưởng thức văn hóa, được nghe nhạc, được chơi đàn, được đọc sách, thì chúng ta sẽ nhớ cái hạnh phúc đó. Bộ não chúng ta ghi nhớ, cơ thể chúng ta ghi nhớ, ký ức chúng ta ghi nhớ, và sau này chúng ta cảm thấy thân thuộc hơn. Cho nên nó dẫn đến một cái tình trạng ở Việt Nam chúng ta là có nhiều người tuổi ấu thơ, tuổi thanh niên thì cuộc sống rất là nghèo khó, nhưng sau đó nhờ vận may, cũng có thể nhờ tài năng, hoặc là nhờ thừa kế, hoặc là một cái cơ hội nào đó, chúng ta trở nên rất là giàu có. Nhưng mà rất là thú vị, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ là nếu nghèo đói là nguyên nhân kìm hãm phát triển văn hóa, như vậy thì giàu có tất phải sinh ra lễ nghĩa, giàu có tất phải sinh ra nghệ thuật, giàu có tất phải sinh ra sinh hoạt văn hóa. Xét về tổng thể trong lịch sử nhân loại thì đúng là như thế. Khi người ta phải tách ra khỏi sản xuất, có những đội ngũ nó ngồi nhàn rỗi, họ mới nghĩ là triết học mới ra văn chương, rồi quần chúng mới có thời gian thưởng thức. Khi mà có tích lũy thức ăn đủ rồi, không phải 24 tiếng là lao động thụ ngủ. Về cơ bản, về khái quát là như vậy. Nhưng chúng ta sẽ thấy là ở trường hợp chúng ta thì có rất nhiều gia đình, có rất nhiều cộng đồng, có rất nhiều nhóm người là có thể giàu có lên, nhưng mà thưởng thức văn hóa, tiếp cận văn hóa, quan tâm đến văn hóa và thúc đẩy văn hóa, tham gia vào quá trình sáng tạo văn hóa hầu như không có. Tôi nghĩ là nó cũng là một hệ lụy của đói nghèo. Tức là ban đầu thì chúng ta có thể là ưu tiên sinh tồn để tồn tại, nhưng mà trong một quá trình lâu dài như vậy, xung quanh tất cả mọi người đều nghĩ như nhau cả. Tôi đi làm và đến tận bây giờ tôi nghe một cái câu nó nhàm cả tai, tức là đi đâu người ta cũng nói, người ta nói làm gì thì làm, thì cuối cùng chỉ để kiếm tiền chứ có làm gì đâu. Tức là họ nghĩ một cách rất là đơn giản là cuộc sống làm cái gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ là phục vụ nhu cầu ăn mặc ngủ, truyền giống sinh tồn thôi. Không có văn chương nghệ thuật, không có thưởng thức, không có hạnh phúc, không có giác ngộ, không có một cái gì đó gọi là thuộc về một cái gì đó nó vượt thoát lên cuộc sống đời thường. Tôi nghĩ đấy là một trong những hội chứng tôi nghĩ là bị chấn thương bởi chiến tranh và nghèo đói. Vâng, cảm ơn anh. Có một số khán giả thì có các bạn ở đây tham gia để có đặt câu hỏi cho anh. Em thấy rất là hay, tức là anh có thể diễn giải được cái động lực đọc sách của người Nhật không ạ? Tức là có lẽ là người Nhật cũng xuất phát có những giai đoạn nghèo đúng không ạ? Bởi vì họ là các phiên bang, họ tranh đấu với nhau rất là liên tục, chiến tranh triền miên. Thế thì cái động lực đọc sách của họ nó đến từ đâu? Câu hỏi rất là hay. Chúng ta biết là con người là động vật hoạt động vì lợi ích. Nếu mà họ thấy không thấy có lợi thì họ cũng chả làm. Thế thì tại sao người Nhật lại nhận thức được là phải đọc sách để thoát ra khỏi cái đó? Thì nó có một cái lý do rất là thú vị. Thôi cũng tạm gọi, có thể gọi là quốc dân tính. Đó là người Nhật là một dân tộc mà trải qua chế độ võ sĩ. Chúng ta biết là võ sĩ rất khác nho sĩ. Anh nho sĩ mà anh đi thi, anh học rồi mài kinh sử để đi thi, rồi anh ngồi với nhau vỗ đùi để bàn luận văn chương chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là khó mà ai biết là văn ai giỏi hơn. Thế nhưng võ sĩ thì khác. Võ sĩ mà khi mà nói chuyện với nhau mà bàn luận xong bảo tôi võ giỏi hơn anh thì chỉ có một cách là tút kiếm ra. Và do vậy ta sẽ thấy là kết quả thấy rất là nhanh. Nếu mà hai người quyết đấu với nhau thì có thể là một nhát kiếm thôi và có thể biết là ai là người phân cao thấp. Còn nếu anh là lãnh chúa, anh bàn luận với nhau xem là lãnh địa của anh mạnh hơn hay là lãnh địa của tôi mạnh hơn, phiên của anh mạnh hơn hay phiên của tôi mạnh hơn, thì có chiến tranh. Và trong chiến tranh như vậy thì kết quả sẽ phân định. Cho nên cái óc tư duy kỹ trị, tư duy thực tiễn, tư duy nhìn thẳng vào vấn đề, đối mặt với vấn đề và tìm cách giải quyết nó của người Nhật, nó rất là mạnh. Và thứ hai nữa là khác với chúng ta, người Việt chúng ta là nho giáo ảnh hưởng rất là lớn, trong khi ở Nhật thì nho giáo có ảnh hưởng, nhưng nho giáo ở Nhật chưa bao giờ trở thành một học thuyết chủ lưu bao trùm toàn bộ xã hội. Và giới nho sĩ của Nhật cũng như là chính quyền phong kiến ở Nhật chưa bao giờ tiếp nhận nho giáo như là một công cụ, như là một phương tiện để tạo ra khoa cử, qua đó tuyển chọn người tài. Người Nhật vẫn lựa chọn người tài, bố trí nhân tài vào các chức vụ quan trọng thông qua những con đường như hoàng thân quốc thích, quý tộc, tiến cử, rồi thông qua thực tiễn. Có rất nhiều võ sĩ Nhật đặc biệt rất là giỏi nhưng mà tiến thân được là thông qua con đường thực tiễn. Ví dụ chúng ta đọc lịch sử Nhật sẽ biết nhân vật Oda Nobunaga, xuất thân rất là thấp hèn, nhưng sau đó nhờ thực lực mà có thể lên được trở thành một trong ba tướng quân, ba võ sĩ rất là nổi tiếng trong giai đoạn gọi là chiến quốc ở Nhật. Cho nên là nó rất là khác chúng ta. Cho nên là động lực thúc đẩy người Nhật đó chính là thực tiễn cuộc sống, đó là áp lực bên ngoài. Khi mà phương Tây áp lực thì họ đọc sách phương Tây, khi mà Trung Quốc hơn họ thời Tùy Đường họ phái người sang Trung Quốc học sách vở, phái những người giỏi nhất, trong đó có nhà sư, có viên chức và có học trò, những người giỏi nhất sang đại học. Và đối với họ, học hỏi là con đường sinh tồn. Thì cho nên
cái nhìn nhận vấn đề, cái thoát ra khỏi cái chủ nghĩa kinh biện, cái thoát ra khỏi cái tự lừa mình là cuộc sống vẫn ổn của người Nhật, nó là một cái ưu điểm. Và đấy là lý do người Nhật có thể sinh tồn được trước cái thử thách rất là lớn mà nhiều nước châu Á khác không bước qua được. Rõ Và tôi ràng nói thêm, là và xin lỗi tôi nói thêm một chút nữa, đấy là một chút quá khứ. Thế còn hiện tại thì chúng ta thấy rồi, nước Nhật là nước công nghiệp hóa rất là sớm, lịch sử công nghiệp hóa của Nhật có khi hơn 100 năm, thậm chí 200 năm từ thời Minh Trị cơ. Thế thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong một nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và từ sớm, họ sẽ bước vào kinh tế tri thức sớm. Và trong nền kinh tế tri thức thì những ai nắm tri thức, nắm công nghệ, hiểu biết, có đầu óc sẽ là người tạo ra của cải nhiều nhất, nhanh nhất, năng suất nhất, nắm giữ vận mệnh của đất nước cũng như là nắm giữ những bí quyết tạo ra của cải. Cho nên là người Nhật hiểu một cách rất rõ ràng từ nhỏ, đó là chỉ có học, chỉ có tri thức, chỉ có đọc sách, chỉ có mài sắc tư duy trí tuệ của mình thì họ mới có cuộc sống tốt. Cho nên là họ không gặp một cái điểm mù trong tư duy. Đó là rất nhiều người chúng ta ảo tưởng nghĩ rằng là nhiều tài nguyên, nhờ cái nọ cái kia chúng ta không cần học, giống như ông hàng xóm ông có học hành gì đâu mà ông vẫn giàu có. Đấy là một điểm mù trong tư duy vô cùng nguy hiểm. Trong khi ở Nhật thì cái tư duy đó có lẽ là không có đất sống. Người Nhật đều hiểu một cách đơn giản rằng là nếu anh không học, nếu anh không có trí tuệ, anh không thể tồn tại được. Xã hội Nhật là một xã hội rất khắc nghiệt, nó cạnh tranh, nó luôn đòi hỏi sự đổi mới, sự sáng tạo, sự cải tiến thường xuyên. Có lẽ là nếu như quay lại ở Việt Nam thì chúng ta cũng, tức là những người xuất phát từ quê lên thì cũng có một cái tư duy, đấy là phải học để có thể thoát nghèo, để có thể cũng thể vươn lên, đúng không ạ? Tức là cũng có được cái sự nhìn nhận một cách chính xác về tri thức, là tầm quan trọng của tri thức. Thế thì có cái sự khác biệt ở đây không ạ? Thì bởi vì rồi tôi hiểu ý của anh Nam. Chúng ta cũng khát khao học để thoát nghèo, hầu hết như là cha mẹ tôi và cha mẹ của nhiều anh chị ở đây cũng như vậy, và nhiều phụ huynh khác đều nói với con là con học giỏi đi để thoát nghèo. Và có điều cái học để thoát nghèo của chúng ta ấy, nó thiếu một cái triết lý nền tảng, cho nên chúng ta hiểu việc học nó rất là hạn hẹp. Chẳng hạn như chúng ta quan niệm là học là tốt đấy, học con hãy học đi, học để giỏi. Nhưng thế nào là giỏi, thế nào là học thì quan niệm của chúng ta lại sai lầm. Rất nhiều cha mẹ chỉ biết rằng là cho con đi tiền thì học thêm và con cắm đầu làm bài tập giải đề cương như thế là tốt. Hoặc là khá một chút thì cho rằng là con học trường tốt, con thi đỗ, con có bằng cấp cao, như thế là ok, và sau khi lấy được bằng là chấm dứt việc học. Chúng ta không hiểu học là một quá trình rộng lớn để hoàn thiện bản thân, để mài sắc tư duy, để kiến tạo một nghề lành nghề. Tôi nghĩ là cũng không nhiều bố mẹ dám dạy con một điều rất là giản dị là con ơi, con hãy tận dụng tối đa mọi cơ hội có thể để con học tốt một nghề lành nghề, để sau đó con có thể tự lập được về nghề nghiệp, để con có thể tự sống được, sau đó là giúp ích cho người khác và con sống được với vậy cái lương tâm nghề nghiệp cũng như là cái tay nghề của mình. Tôi nghĩ là cũng không nhiều phụ huynh có thể nói rõ ràng ra một cái thông điệp như thế cho con, cho nên dẫn đến là chúng ta tuy hiếu học, ham học, chúng ta khao khát con chúng ta vươn lên, nhưng mà trong cái chỉ đạo triết lý, cái con đường dài để học tập thì chúng ta sai lầm. Kết quả là chúng ta dẫm vào một cái mà tôi có nói vui là bả vinh hoa phú quý. Chúng ta mong con chúng ta học để rồi trở thành được gọi là gì nhỉ, áo gấm về làng, là vinh quy bái tổ, rồi có thể là dắt díu người nọ người kia để trở thành người nhà nước, để có thể kiếm được tiền, để rồi có lợi lộc, rồi thậm chí chúng ta mong ước trở thành một người danh tiếng, tức là những cái nó rất là ngắn hạn, nó rất là thực dụng, nhưng đồng thời nó cũng là ngõ cụt, tại vì về cơ bản, việc học hành hay là việc tìm kiếm một thành tựu nào đó, nó phải đến từ sự chân thành, sự nỗ lực thường xuyên suốt cuộc đời, và việc học nó phải gắn liền với đọc, trong khi chúng ta thấy rất thú vị. Đó là có hội khuyến học, nhưng mà trong hội khuyến học không hề có ban khuyến đọc, và các hoạt động của các tổ chức khuyến học từ dòng họ, từ gia đình người dân trở đi hoàn toàn, hay nói khác là gần như xa lạ với việc đọc. Tất cả chỉ là chờ giấy khen của các cháu gửi về, sau đó là phát phần thưởng các cháu, mà không hề có thư viện, không hề khuyến khích cháu đọc sách, không hề có môi trường, tạo ra môi trường học tập thường xuyên. Và tôi nghĩ đấy là một cái điểm mù trong tư duy của chúng ta đối với việc học. Có lẽ là cái việc đọc hay là việc học thì của một cái xã hội thì nó sẽ có một cái cột trụ nằm ở trong cái hệ thống học thuật, mà cụ thể ở đây có lẽ là hệ thống trường học, hệ thống môi trường academic, đại học đấy. Vậy thì không biết là cái môi trường học thuật tại Nhật Bản nó có những cái yếu tố quan trọng nào khi mà nó thúc đẩy cái ngành sách, và anh có thể điểm qua một số nét khác biệt giữa môi trường học thuật tại Nhật và Việt Nam không ạ? Theo như trải nghiệm của tôi thì
Môi trường học thuật ở Nhật có mấy điểm rất là chú ý như thế này. Thứ nhất là mặc dù là người ta chỉ trích giáo dục Nhật mang tính cứng nhắc không được như phương Tây, nhưng tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ phần trăm mà sinh viên và học sinh Nhật phải tự học, tự đọc sách, tự trình bày, tôi nghĩ vẫn tương đối lớn. Ví dụ tôi học cao học ở Nhật chẳng hạn, thầy như hầu như không dạy gì cả, thầy chỉ có gợi ý một vài cuốn sách cần đọc hoặc là hỏi chúng tôi xem là nghiên cứu đề tài nào, sau đó là thầy tìm cho một số cuốn sách đọc rồi sau đó phát biểu là các bạn khác sẽ góp ý. Ở cuối kỳ thầy sẽ cho viết một bài tiểu luận tổng hợp tất cả những cái gì mình đã phát biểu đó thành một bài và thầy chấm điểm. Vì tôi không học đại học ở Nhật nên là tôi sẽ lấy ví dụ là cao học là như thế. Thứ hai nữa là cái môi trường ở Nhật đấy là một môi trường so với Việt Nam chúng ta thì môi trường học thuật rất là đậm đặc. Chỉ cần nhìn vào phòng nghiên cứu của các thầy thôi là biết là sách vở tràn ngập và câu chuyện đồng nghiệp sinh viên bàn luận về các chủ đề học thuật nó là thường xuyên và nó cũng rất là thoải mái. Trong cái không gian học thuật thì sinh viên sẽ được phép nghiên cứu những đề tài mà thầy không có một giới hạn nào cả. Ví dụ như là chúng tôi học là du học sinh quốc tế thì có những cái bạn đã đến từ Trung Quốc, từ đến từ Hàn Quốc, đến từ Mông Cổ, thậm chí là có bạn là gốc Bắc Triều Tiên. Và Bắc Triều Tiên với Nhật thì chúng ta biết rồi có quan hệ rất là nhạy cảm, hay là Trung Quốc với Nhật cũng như vậy. Thế nhưng mà các bạn làm những đề tài ví dụ như chính sách về giáo dục của quân đội Nhật ở vùng Đông Bắc Trung Quốc chẳng hạn thì các bạn ấy vẫn được viết trình bày rất là thoải mái và thầy chủ yếu sẽ góp ý với các bạn ấy về cách trích dẫn, cách lập luận học thuật vân vân và thảo luận rất là thoải mái. Tôi nghĩ môi trường đó sẽ kích thích. Với một cái lối học tích cực như vậy thì sinh viên lẫn thầy đều phải đọc. Bởi vì bản thân các thầy cũng không biết sâu về những cái chủ đề cụ thể như vậy. Cho nên các thầy cũng nói rất thẳng thắn là thông qua những cái buổi trình bày của chúng tôi như vậy là thầy cũng học được rất nhiều. Cho nên là tôi thấy rằng là cái học thuật ở trong trường thì họ sẽ coi trọng là việc đọc, tự nghiên cứu, tự khám phá và tôn trọng ý kiến của nhau. Cho nên nó sẽ dẫn đến là có nhu cầu về thảo luận và mở rộng kiến thức, chứ không phải là ông thầy áp đặt ý kiến của mình hay là đọc chép hay là thuyết trình một bài dài sau đó sinh viên ghi nhớ lại cái bài đó rồi viết lại trả cho thầy là hoàn thành nhiệm. Vâng, cảm anh ạ. Vậy thì còn cái yếu tố gia đình thì sao ạ? Tức là các gia đình Nhật thì tạo ra một cái môi trường đọc và khuyến khích tinh thần học họ như thế nào? Ở Nhật thì tôi chắc chắn phải nói một điều là tỷ lệ các gia đình có tủ sách trong gia đình lớn hơn chúng ta rất là nhiều. Và tôi có một điều tôi rất là buồn khi ở Việt Nam tôi đến rất nhiều cơ quan tổ chức, kể cả phòng thầy hiệu trưởng hay là trưởng phòng giáo dục chẳng hạn, thì nhiều khi các thầy làm công tác giáo dục nhưng mà trong phòng làm việc không biết ở nhà các thầy như nào, nhưng trong phòng làm việc các thầy thì ngoài tủ hồ sơ sổ sách giấy tờ không có tủ sách. Thế thì có thể các thầy bận nhưng mà nếu mà có tủ sách như vậy thì nó cũng nói lên rất là nhiều điều. Thứ hai nữa, gia đình Việt Nam chúng ta vào nhà nào cũng thấy một cái màn hình tivi rất là lớn, và có nhiều nhà có kinh tế một chút thì chúng ta thấy một cái tủ rượu to, rồi chúng ta có đá phong thủy, chúng ta có đồ giả cổ, chúng ta có cây cảnh nhưng không thấy sách đâu cả, trong khi là nhà nào cũng có con đi học. Tôi nghĩ như vậy là bất ổn. Thì ở Nhật là số lượng tủ sách gia đình sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và có một cái nữa tôi có nghiên cứu đó là phụ nữ ở Nhật có vai trò rất là lớn. Ở Nhật chúng ta biết là trước kia khi nền kinh tế Nhật còn phát triển và người Nhật chưa có một cái sự thay thay hộ đổi lớn về cấu trúc trong gia đình ấy, thì người chồng sẽ đi làm. Em có rất chưa? Mà cái người phụ nữ Nhật ấy họ sẽ chỉ làm việc nội việc việc nội trợ. Xin lỗi tôi có nước cho nhỏ chút. Vâng ạ, không sao. Anh Vương đang đi rót nước cho bạn nhỏ. Nên chúng ta có thể, các bạn có thể tranh thủ đặt thêm các câu hỏi vào phần Rồi xin lỗi phần đây. tin nhắn ạ. Thì phụ nữ Nhật là họ ở nhà nội trợ, cho nên là nó sẽ dẫn đến một việc đó là họ còn để muộn một tí. Họ sẽ có điều kiện để chăm lo cho gia đình. Chăm lo cho gia đình cho nên là họ sẽ chính là những người mà thành lập nên các câu lạc bộ đọc. Câu lạc bộ đọc rồi họ sẽ lập ra các câu lạc bộ là các phụ nữ họ sẽ giúp nhau lập các câu lạc bộ và ở nhà riêng của họ sẽ biến thành các thư viện để cho các em bé đến đó đọc. Cho nên là nếu chúng ta mà theo dõi chúng ta sẽ thấy là cái vai trò của phụ nữ Nhật trong khuyến đọc sẽ rất là lớn. Vậy thì ở
Cái này thì chúng ta cũng có thể học theo nhà họ. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay ấy, nếu mà chúng ta khuyến đọc mà chúng ta lấy phụ nữ làm nòng cốt, các bà mẹ làm nòng cốt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là kết quả sẽ đến rất là nhanh. Và đấy là một cái nét mà tôi nghĩ là nó rất là đặc trưng văn hóa Nhật, tức là người phụ nữ là người quản trị đời sống gia đình, là người chăm lo đời sống của các con, và họ chính là người hạt nhân để tạo nên một cái phong trào, đó là thành lập các tủ sách gia đình, các tủ sách trong khu công cộng và giúp cho trẻ em Nhật đọc sách. Vâng ạ, cảm ơn anh. Bạn Trần Mạnh Trường nó đặt câu hỏi là bạn ấy đang sống và làm việc tại Nhật, thì bạn ấy muốn xin anh chia sẻ về quá trình anh dạy con anh đọc sách ở bên Nhật như thế nào. Con tôi thì đứa đầu là sinh ra và lớn lên ở Nhật, học mầm non ở Nhật. Thế thì đọc sách ở đấy thì gia đình tôi đọc cho con cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Thế thì tiếng Việt thì mình mang sách ở Việt Nam sang. Thế còn tiếng Nhật thì sách ở đó thì rất là phong phú, mình có thể mua. Và thư viện thành phố, thư viện trẻ em thành phố, rồi các thư viện công ở Nhật đều cho phụ huynh mượn sách về nhà. Trường mầm non của con tôi chẳng hạn thì thứ năm cũng cho mượn sách. Cho nên là có thể là đọc sách cho con rất là thuận lợi. Nếu mà bạn đang sống ở Nhật thì bạn có thể dùng Google hoặc hỏi người Nhật ở đó xem là thư viện công nơi bạn đang sống có đâu, và họ sẽ, và bạn sẽ đến mượn sách cho con mình. Họ sẽ thủ thư, họ sẽ tư vấn cho sách gì là phù hợp. Nếu như có thư viện chuyên trách cho trẻ em thì càng tốt. Và trẻ thì ngay từ khi sinh ra có thể đọc cho trẻ được rồi. Cho nên là bạn có thể đọc một vài phút, sau đó khi mà trẻ cứng cổ 3 tháng trở đi thì có thể 5 phút. Và dần dần khi mà trẻ quen thì thậm chí trẻ có thể đọc được cả tiếng. Ngoài ra thì ở trường thì các cô đều có giờ đọc sách. Tôi là người có dịch chương trình giáo dục mầm non của Nhật cho tiếng Việt và thấy rằng là hoạt động đọc sách cho trẻ nghe và cho trẻ làm quen với sách chiếm một cái vai trò rất là lớn trong chương trình giáo dục mầm non của Nhật. Cho nên là khi mà đọc sách như vậy thì con tôi khi về Việt Nam vẫn tiếp tục, cho nên là các cháu có thói quen đọc rất là tốt. Về cơ bản thì bố mẹ nên dành thời gian đọc sách cho con lúc mà chơi với con, hoặc là ít nhất một ngày trước khi đi ngủ có thể đọc cho con 5-10 phút và cứ kiên trì như vậy với sách phù hợp. Và đặc biệt ở Nhật nó có sách Eihon, sách tranh. Các bạn có thể mua thể loại đó để đọc cho con mình, và nó sẽ giúp cho trẻ có được thói quen đọc sách tốt cũng như khả năng cảm nhận ngôn ngữ. Ở Việt Nam thì em để ý thấy là ví dụ như là trường mầm non thì những cái hoạt động nó mang tính gọi là vui nhộn và náo động, nó chiếm phần lớn thời gian. Tức là nó có, không biết là có thể là do các cô cảm thấy là dùng cái cách đấy thì dễ gọi là quản lý các bạn hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì có lẽ là cái nạn tiếng ồn ở Việt Nam mình cũng khá là nhiều. Và so với lại ở Nhật thì em thấy có vẻ là rất là khác. Ví dụ như ở mình thì có thể là những gia đình hát karaoke hay là ngoài phố, ngoài đường mà cứ loa kẹo kéo, nó rất là gọi là nó thành một cái dạng là tràn lan đó, mà chúng ta gần như không có cách nào xử lý, mặc dù là có nghị định về tiếng ồn. Thì không biết là bên Nhật cái quá trình xử lý tiếng ồn ở bên Nhật thì nó được quản lý như thế nào, bởi vì tiếng ồn rõ ràng là một cái kẻ thù của cái việc đọc, của cái việc tập trung suy nghĩ. Tôi có nói vui là cái bác mà Nhật vừa phát minh ra karaoke vừa qua đời, lẽ ra là phải phạt bác đấy, bởi vì là bác ấy đã tạo ra một thứ mà có thể liệt vào vũ khí chống lại loài người, đó là karaoke, vì bác không lấy tiền bản quyền, đúng không ạ? Cho nên là mọi người trên khắp thế giới là dùng rất là tràn lan, đến nói vui thôi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì ở trường mầm non chẳng hạn thì cũng có hoạt động kể chuyện, đọc thơ cho các cháu, nhưng mà nó không thực sự sâu vì nó không có nền tảng lý luận. Và gần đây nhất thì năm 2022 Bộ Giáo dục có ra một cái văn bản nâng lên một cấp. Trước kia chỉ là góc đọc sách, góc gọi là để chuyện cho trẻ em ở trong trường mầm non, bây giờ đã chính thức thừa nhận là trẻ dưới 6 tuổi hoàn toàn có khả năng đọc sách và nghe đọc sách và có quyền lợi đọc sách. Cho nên là họ đã ra một cái văn bản quy định là trường mầm non phải có thư viện đủ chuẩn, trong đó có quy định ví dụ như là mỗi giáo viên ít nhất phải có 2 đầu sách, mỗi học sinh là 3 đầu, ví dụ thế. Tôi có một buổi thuyết trình ở Bắc Giang, một ngôi trường mầm non đầu tiên xây dựng thư viện theo chuẩn hóa này. Thế thì ta sẽ thấy rằng là cái việc đọc sách ở trường mầm non chúng ta cần phải làm cho nhiều người hiểu về điều này hơn, từ cả giới nghiên cứu, giới lý luận, giới hoạt động khuyến đọc, giới viết lách, vân vân. Thế thì về vấn đề tiếng ồn nói chung trong xã hội thì tôi thấy ở Nhật là tương đối yên tĩnh.
Và cái gợi ý của anh Nam nó giúp tôi nhớ lại một cái thuyết tôi đọc ở đâu đó, hình như lịch sử nhìn từ sinh thái học, các dân tộc mà có khí hậu lạnh, tuyết rơi nhiều, phải ở trong nhà ấy, thì thường là họ có một cái trầm tĩnh, điềm tĩnh, tập trung tốt, lại ít gây ồn ào. Tôi còn xứ nóng chẳng hạn thì con người có lẽ không ngồi yên được hay sao ấy, gọi là tạo ra tiếng ồn rất là khủng khiếp, rất là ồn ào. Thế thì ở Nhật mà gây ồn ở nơi công cộng hay gây ồn mà ảnh hưởng hàng xóm, thì hàng xóm việc đầu tiên họ sẽ, nếu mà họ là người lịch sự, là một người ít nhiều thông cảm, thì họ sẽ sang gõ cửa, họ nói là chúng tôi đi làm về mệt, yêu cầu là anh, đề nghị anh giúp đỡ bằng cách là không mất trật tự. Thế còn người khác họ ngại không muốn nói, và thường họ sẽ viết ra một tờ giấy, sau đó họ ném vào nhà mình hoặc là họ đút vào khe cửa là làm ơn không mất trật tự. Thế nếu mà họ cáu hay là lần thứ hai rồi thì họ sẽ alo cho cảnh sát, và cảnh sát sẽ đến làm việc, nhắc nhở, lập biên bản, thậm chí là xử phạt. Cho nên về cơ bản chẳng hạn thì người Nhật ghét nhất hai thứ khi mà sống ở trong cộng đồng: thứ nhất là tiếng ồn, thứ hai là vứt rác bừa bãi. Cho nên là người Việt chúng ta khi mà sang sống ấy, thành các xóm người Việt ấy, thì thường gặp rắc rối về bởi chuyện này, tức là một là ném rác linh tinh, hai là gây ồn. Và do vậy ta sẽ thấy là ở Nhật thì sẽ có chế tài để xử lý việc này, và chỉ cần gọi là gây ồn là cảnh sát sẽ đến, họ sẽ thu thập chứng cứ. Tại vì chúng tôi có một trải nghiệm là khi tôi sống được ký túc xá, và sinh viên có đón sinh viên mới vào và cũng ồn ào hơi khuya, và cảnh sát có đến, ba chú cảnh sát có đến nhắc nhở, ghi tên từng chú một, và có yêu cầu là lần sau mà mất trật tự thì các chú sẽ làm văn bản kiến nghị gửi lên nhà trường, và chắc chắn nhà trường sẽ có biện pháp, đó là mời chúng tôi ra khỏi ký túc xá, kiểu như vậy. Cho nên là cái không gian nó yên tĩnh, nó có rất là nhiều, trong khi ở chúng ta mà ở phố thì karaoke rồi tiếng ồn ào, ở quê cũng thế, và các dịp nghỉ lễ như thế này chẳng hạn, là tìm kiếm một không gian yên tĩnh cũng rất là khó. Và tôi nghĩ là cái này làm được thì chắc là chúng ta vừa phải cần có chế tài, mà vừa cần phải có sự gọi là tự giác, hay nói khác là sự hiểu biết của người dân nữa. Vâng ạ, cảm ơn anh. Ở Book Hunter thì bọn em đã thử cả ba cách, từ việc sang nhắc nhở, gọi là đề nghị, đến cái việc là viết giấy nhét vào trong khe cửa, và cuối cùng là vì họ không quan tâm cho nên cũng đã phải gọi công an phường để nhờ họ đến nhắc. Nhưng mà thường thì họ luôn luôn nói là trước 10 giờ thì không ai đi giải quyết cái vấn đề việc khác của người ta cả, họ cũng không quan tâm vào độ ổn mức độ bao nhiêu. Thì đấy có lẽ là một cái rất là khó trong nhận thức của các chính cái cơ quan công quyền. Ngoài ra thì ở đây thì có bạn là bạn Thanh Tuấn, bạn ấy có muốn hỏi anh Vương là bạn ấy đang là sinh viên đại học và có lập một câu lạc bộ đọc sách, thì bạn ấy muốn hỏi anh cái cách có thể lôi kéo được thêm các bạn sinh viên đến tham gia cùng. Bởi vì bạn ấy có vẻ thấy nhiều bạn không sẵn sàng cho cái việc tham gia vào việc đọc sách. Muốn lôi kéo được các bạn khác tham gia câu lạc bộ đọc sách thì bản thân những cái thành viên cốt cán câu lạc bộ đọc sách phải thấy được rằng là khi họ đến với câu lạc bộ đọc sách của chúng ta là họ sẽ thu nhận được một cái lợi ích nào đó. Hay là bản thân những người mà nòng cốt trong câu lạc bộ đọc sách đó là có một sự hấp dẫn nào đó về trí tuệ, về thành tựu trong cuộc sống hay là thành tựu trong công việc. Cho nên là câu chuyện để có người khác đến đọc sách với mình hay tham gia thành viên, nó là đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chính những người như các bạn. Do vậy là các bạn phải bằng mọi cách để chứng tỏ được một điều là nhờ đọc sách, nhờ sinh hoạt trong câu lạc bộ đó, các bạn có một sự tiến bộ về trí tuệ, về tâm hồn, rồi tiến bộ cho công việc cũng như là công việc học tập của mình. Tôi lấy ví dụ như là nếu các cháu thành lập câu lạc bộ đọc sách mà 10 thành viên trong câu lạc bộ đọc sách đều là những bạn học giỏi nhất, có ảnh hưởng ở khoa, ở trường, thì chắc chắn là tiếng nói của chúng ta khi thuyết phục các bạn đọc sách sẽ rất là lớn. Đấy là cách thiết thực nhất để có thể là thấy rằng là đọc sách không phải là chuyện tầm phào, không phải là đọc sách để trở thành một sách, đọc sách chính là vì cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và nó có lợi cho tất cả mọi người. Cho nên câu chuyện chúng ta hò hét động viên người khác đọc sách không phải là vì quyền lợi của chúng ta mà là vì quyền lợi của chính họ. Bạn Kiều Diễm có hỏi anh Phương là làm thế nào để duy trì được sự tập trung và nhớ được những gì mình đã đọc. Bạn ấy phát hiện là ngày càng khó tập trung và rất dễ quên những gì đã đọc. Điều này làm cho cái năng suất đọc và viết thì không cao. Muốn tập trung được thì phải luyện thôi. Thứ nhất là nếu các bạn muốn đọc sách thì việc đầu tiên của các bạn đó là phải hạn chế, tiết chế, thậm chí xa rời các thiết bị kỹ thuật số, Internet. Tôi biết có nhiều bạn là không thể ngờ rời được điện thoại, cho nên là sẽ khó có thể tập trung việc gì. Đó. Nhà tôi là 20 năm nay trong phòng khách không có tivi,
và tôi thì dùng điện thoại để truyền thông về sách thôi, chứ còn ngoài ra lúc tôi làm việc với các cuốn sách là tôi không bao giờ tôi sờ điện thoại. Đấy là tập trung. Và chúng ta cũng phải nhớ một điều là đọc sách không phải là để nhớ. Có những cuốn sách đọc để chúng ta quên, và chúng ta không thể nào nhớ tất cả những gì chúng ta đã đọc. Nhưng cảm xúc, sự phập phồng của trái tim chúng ta, sự tổn thức trong trí tuệ tâm hồn chúng ta khi chúng ta đọc cuốn sách đó, nó sẽ còn lại và làm chúng ta lớn lên. Cho nên ta cũng cảm thấy rất là thoải mái khi ta đọc một cuốn sách mà ta không thể nhớ được nội dung chi tiết, hay là có thể quên hết nó, nhưng cái cảm giác khi ta đọc cuốn sách đó là còn lại. Rất nhiều cuốn sách tôi đọc là như thế. Thế nhưng nếu mà quên tất cả, cuốn nào đọc cũng quên và không tập trung được thì cũng là một vấn đề. Vậy thì làm thế nào tập trung thì có mấy cách. Thứ nhất là bạn phải đọc trong một môi trường phù hợp, môi trường giúp cho bạn là gạt bỏ tối đa các tín hiệu nhiễu. Ví dụ như là đọc trong một không gian mà ở đó việc đọc sách là thú vị nhất, còn tất cả việc khác đều chán. Không internet, không điện thoại, không có ai quen biết để trò chuyện, chỉ có bạn với cuốn sách. Thứ hai, đó là các bạn phải đọc trong trạng thái thể lực tốt nhất. Tức là không nên đọc sách trong khi mà bạn mệt mỏi, bạn sẽ mất tập trung. Ví dụ như là có nhiều các chị, các mẹ nói với tôi là đọc sách rất là khó, vì sau khi làm xong hết việc trong ngày, tắm giặt xong, sau đó là lên giường kéo chăn miếng cằm và chuẩn bị đi ngủ thì đọc sách, thì đương nhiên là sách chỉ có tác dụng giúp buồn ngủ thôi, chứ không thể nào mà giúp các bạn tập trung được. Cho nên là đọc sách nên đọc trong trạng thái thể lực tinh thần tốt nhất. Chẳng hạn như buổi sáng chúng ta có thể dậy sớm, chúng ta đọc 15 phút, 20 phút. Và cách nữa để ghi nhớ đó là khi đọc phải kết hợp với suy ngẫm trở đi trở lại về nó. Ví dụ như là 7 giờ sáng bạn đọc cuốn sách này, nhưng không có nghĩa là bạn chỉ nhớ về và ngẫm về cuốn sách trong lúc bạn đọc nó, mà sau khi đọc xong bạn phải nhớ được một vài chủ điểm nào đó, rồi sau đó bạn có thể đi làm việc khác, rồi trong đó cả ngày bạn có thể suy ngẫm về nó. Hoặc là khi bạn gặp một vấn đề nào đó là bộ não bạn phải lục lại xem là cái vấn đề này mình đã gặp thấy trong cuốn sách nào, nó có liên hệ gì với vấn đề mình đang đối mặt, mà bạn có thể suy tưởng thì nó mới nhớ được. Và có một cách nữa để mà nhớ, đó là bạn phải ghi chép. Ví dụ như là đọc sách bạn có sổ tay, bạn có nhật ký, ghi lại hôm nay đọc sách gì, ai viết, tác giả viết gì, mình có cảm nhận như thế nào, đọc cuốn này mình có nghi vấn như thế nào. Và vận dụng nữa, tức là đọc cuốn sách đó xong, đọc đoạn đó xong, mình lấy được đoạn trích nào, mình thấy ý diện nào hay, từ đó mình gợi cảm hứng, mình viết tác phẩm của mình như thế nào. Và cách hay nhất, và tôi nghĩ là khi bạn đọc xong một cuốn sách, bạn nên viết khoảng từ 600 đến 1.000 chữ cảm nhận về cuốn sách đó, hoặc là giới thiệu cuốn sách đó, kể lại nội dung cuốn sách đó cho bạn bè. Và nếu như bạn chơi Facebook, bạn chơi Twitter, bạn chơi các phương tiện mạng xã hội, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành clip, thành bài đăng và chia sẻ với người khác. Giống như tôi đọc cuốn sách nào hay, tôi đều giới thiệu trên Facebook. Và điều đó luôn giúp chúng ta có thể là nhớ, tập trung. Về cơ bản, chúng ta chỉ có thể nhớ hay tập trung được cái gì đó khi chúng ta thấy hứng thú này, khi chúng ta có nghị lực, quyết tâm này, chúng ta tập thành thói quen này, hoặc là chúng ta vận dụng, nghĩ về nó liên tục trong cuộc sống hàng ngày, tức là đặt nó trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ nhớ được nó. Cảm ơn anh ạ. Bạn Như Bảo thưa đặt câu hỏi là anh đánh giá như thế nào về trào lưu BookTok? Không biết anh có biết phong trào trào lưu BookTok ở văn hóa đọc không ạ? Mình không tham gia TikTok cho nên là mình cũng không biết cụ thể. Nhưng mà có lẽ là mình đoán thôi, chắc là trào lưu sẽ dùng các phương tiện, đa phương tiện, clip các thứ giới thiệu sách đúng không ạ? Không biết có phải ý của anh Vương đúng không bạn Như Bảo ạ? Tại vì mình là một người mà thích đọc nhiều hơn là thích sân khấu hóa hay là clip hóa những nội dung của sách. Cho nên là mình sẽ ít khi biến các nội dung đọc thành clip. Có điều là đối với giới trẻ hiện nay thì họ dùng các phương tiện, đa phương tiện rất là nhiều. Cho nên là chúng ta cũng có thể tận dụng cái không gian mạng, tận dụng các phương tiện, đa phương tiện đó để chúng ta có thể lan truyền. Tuy nhiên tôi cho rằng nó không thay thế cho việc đọc. Việc mà không đọc kỹ, không đọc nhiều, rồi lạm dụng cái các phương tiện, đa phương tiện để nói về sách đó, nó có thể có tác dụng ngắn hạn, nhưng về lâu dài tôi nghĩ là nó sẽ giảm nhiệt và không hiệu quả. Cho nên là đọc sách, câu chuyện cuối cùng, gốc rễ vẫn là chúng ta đọc sách, suy ngẫm thật sâu, vận dụng nó và viết. Nếu mà không có những cái thao tác cơ bản đó thì tôi nghĩ rằng việc đọc sẽ không hiệu quả, và việc lan truyền cái tinh thần đọc đó đến người khác nó sẽ trở thành phản cảm. Vâng ạ, cảm ơn anh. Có một vài
Bạn Lê Văn Doan thì có đặt câu hỏi là phương thức khuyến đọc nào là phù hợp nhất với tuổi tuổi teen, tuổi con, tuổi cháu? Liệu có nên khuyến khích trao thưởng đủ kiểu nhưng hầu như bọn trẻ, tức là cũng có khuyến khích trao thưởng đủ kiểu nhưng hầu như trẻ con không quan tâm mấy, tìm mọi cách nhưng không thấy hiệu quả, thì không biết anh có lời khuyên nào cho bạn Lê Văn Doan? À, cái phương thức thưởng này trong tâm lý học nó gọi là dùng động lực ngoài. Chúng ta biết là con người là sinh vật rất kỳ quái. Nếu mà dùng động lực ngoài, tức là danh hiệu, phần thưởng, khen thưởng, thì ban đầu nó rất là có tác dụng, nhưng càng dần thì nó phải leo thang hoặc là nó không có tác dụng nữa. Ví dụ như anh Nam chẳng hạn, là thuê tôi là nhân viên, anh Nam bảo là anh Vương ơi, anh làm cái cuốn sách này xong, biên tập xong thì em thưởng anh 10 triệu. Thì tôi rất là vui vẻ làm, thì có tiền ai chả sướng. Nhưng mà đến cuốn sau mà ông Nam bảo là chỉ thưởng 10 triệu, là tôi động lực nó không tăng lên được nữa, là phải 20 triệu thôi. 20 triệu xong tôi lại bảo không được, cuốn sau phải 30 triệu. Và nếu leo thang như thế thì bố mẹ sẽ không chịu được và chúng ta sẽ khó chịu. Nhưng về cơ bản thì đứa trẻ nó sẽ không đọc sách khi chúng ta chỉ có thưởng thuần túy. Việc đọc sách nó phải xuất phát từ thói quen, từ nhu cầu, từ động lực. Thế thì đối với trẻ mà lớn rồi là tuổi teen chẳng hạn, thì cách hay nhất để khuyến đọc đó là tìm cho con đọc những cuốn sách liên quan đến những chủ đề mà các cháu đang quan tâm. Các cháu có thể không có thói quen đọc sách, không thích đọc sách, nhưng tôi đoán là tuổi teen đều quan tâm đến mấy vấn đề sau: một, tình dục; hai, tình yêu; ba, là về giới nói chung; và thứ tư là các vấn đề cuộc sống, thế giới, khám phá thế giới bên ngoài. Thế thì những cái sách này thì có rất nhiều cuốn sách hay mà chúng ta có thể trao đổi với con trực tiếp thì ngại, là chúng ta có thể mua các cuốn sách này hoặc là mượn cho con những cuốn sách này để đọc. Ví dụ tôi đã từng đọc một cuốn sách viết về tuổi teen rất là hay, là Cà Chua Ngọt của nhà xuất bản Phụ Nữ chẳng hạn. Đọc xong rồi tôi thấy rằng là tác giả sao mà viết khéo thế, về một chủ đề rất là khó, nó là mang thai người ý muốn, là tuổi vị thành niên, nhưng mà tác giả viết rất là hay, sâu sắc, và đọc xong đúng là cảm giác như là mình choáng váng. Và tôi đã thử đưa cho các bạn tuổi teen thì các bạn đọc và đều nói là sách rất là hay, và đọc đi đọc lại mặc dù các bạn nó trước đó chưa hề đọc sách. Cho nên ta thấy thấy rằng là đối với trẻ tuổi teen hay là trẻ trung học phổ thông trở lên, sinh viên chẳng hạn, thì khó mà có thể nói rằng là đọc sách đi, dỗ cho ăn kẹo hay là thưởng tiền, mà nên bắt đầu từng mối quan tâm, tức là những vấn đề thiết thân nhất họ đang đau khổ, họ đang quan tâm, họ đang không giải quyết được: tình bạn, tình yêu, chăm sóc cơ thể, cải thiện bản thân. Và hãy lấy nó là điểm xuất phát để đọc sách. Ví dụ như là trẻ thích đọc bóng đá, cứ cho đọc sách về bóng đá có sao đâu. Nhưng sau đó khi mà đọc bóng đá rồi thì trẻ sẽ có nhu cầu đọc tiểu sử của huấn luyện viên, tiểu sử của cầu thủ. Để hiểu được tiểu sử của cầu thủ là phải hiểu văn hóa của nước đó, lịch sử của nước đó, và có thể mở rộng ra các chủ đề khác. Bạn Nguyễn Nhi thì có phải câu hỏi là chính phủ Nhật có quỹ tài trợ sáng tác cho tác giả không ạ? À, chúng ta thấy là ở ở nước ngoài ấy, thì đại sứ quán Nhật hay là các quỹ được ủy thác, ví dụ như Japan Foundation sẽ có một cái tài trợ sáng tác hoặc dịch thuật cho các tác giả và các dịch giả. Tuy nhiên thì ở trong nước Nhật thì tôi lại chưa nghe thấy được một cái quỹ nào mà tài trợ cho giới nhà văn cả. Hầu như thì chủ yếu là các đơn vị thuần túy là văn học nghệ thuật, hoặc các tờ báo, nhà xuất bản có giải thưởng rất là lớn. Ví dụ như nếu bạn quan tâm đến văn học Nhật thì ở Nhật sẽ có một cái giải thưởng là Naoki, hay là giải thưởng Akutagawa. Ở Nhật là giải thưởng văn chương rất là lớn, với số tiền thưởng rất là lớn để mà thưởng cho các tác giả. Tất nhiên thì các bảo tàng công, các thư viện công ở Nhật thường xuất một lượng tiền rất là lớn của ngân sách nhà nước ra mua sách. Và tôi nghĩ đấy cũng là một hình thức tài trợ sáng tác một cách khéo léo, một cách đảm bảo cái tôn trọng cái hoạt động tự do sáng tác của tác giả, cũng như là tôn trọng cái cá tính, cái sự độc lập tương đối của tác giả. Nó sẽ tế nhị hơn, nó sẽ hay hơn so với việc là nhà nước tài trợ trực tiếp bằng tiền. Và tôi nghĩ rằng là giới sáng tạo thường có một cái tự tôn rất là cao, cho nên là tôi nghĩ cái phương thức mà tài trợ trực tiếp bằng tiền nó sẽ không tốt bằng việc là tài trợ tiền hay cấp ngân sách cho các thư viện công, và thư viện công có một chính sách tài chính minh bạch để mua các cuốn sách của các tác giả trẻ, các tác giả có ảnh hưởng, các tác giả đang lên, các tác giả có triển vọng. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Khi mà thực trạng của Việt Nam hiện tại thì là, tức là cái lượng tác giả sáng tác có bề sâu đang còn ít, thì anh nghĩ thế nào về cái chiến lược gọi là sách dịch?
Tôi nghĩ là bao giờ cũng thế thôi. Nhìn vào lịch sử phát triển của Nhật sẽ thấy là quá trình cận đại hóa của Nhật, quá trình Nhật xây dựng nền văn hóa của mình cũng chính là quá trình học hỏi từ bên ngoài, cộng với lại tìm kiếm các tinh hoa trong nền văn hóa cổ truyền hay là nền tảng của họ. Cho nên là đối với một đất nước như chúng ta chẳng hạn thì sách dịch đương nhiên đóng vai trò quan trọng. Và tôi nghĩ rằng là dịch được càng nhiều càng tốt. Từ chỗ mà chúng ta học hỏi nước ngoài thì sẽ đến chúng ta bắt chước họ. Bắt chước họ đến một giai đoạn nào đó chúng ta thấy rằng là không thể bắt chước thuần túy được mãi. Chúng ta sẽ thoát ly, chúng ta sẽ nghèo nạn, chúng ta sẽ tạo ra cái văn hóa của chúng ta. Ở Việt Nam thì chúng ta hay cãi cọ cái câu chuyện là thuần Việt hay không thuần Việt, nhưng tôi cho rằng là văn hóa Nhật cũng thế thôi. Chọn một cái gì đó thuần Nhật là chả có đâu. Tại vì trước thời Muromachi chẳng hạn là Nhật cũng học từ Trung Quốc, từ Triều Tiên rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì người Nhật biết biến những cái đó, ví dụ như trà đạo hay thiền chẳng hạn đều từ Trung Quốc ấy chứ. Nhưng mà sau đó thì họ đã biến thành một thứ mà người ta nhìn vào người ta không nghĩ nó là của Trung Quốc nữa, nó là của Nhật. Thế thì chúng ta cũng như vậy thôi. Văn chương chúng ta có thể học Mỹ, học Anh, học Tàu thoải mái. Nhưng mà dần dần giống như Nguyễn Văn Vĩnh nói vào đầu thế kỷ 20 ấy, nước Nam ta sau này hay dở là cũng ở như chữ quốc ngữ. Tức là đội ngũ người Việt phải làm sao đó Việt hóa được nó, rồi nhào nặn, rồi tạo ra một cái gì đó là phong cách của chúng ta, và chúng ta phải viết về tiếng Việt. Tôi nghĩ điều đó vô cùng quan trọng. Vâng, cảm ơn anh ạ. Không biết là các bạn khác có đặt thêm câu hỏi cho anh Việt Quốc Vương không ạ? Nếu mà các bạn có thể muốn hỏi có trực tiếp thì bật giơ tay để nói ạ. Có bạn hỏi về kinh nghiệm tìm sách ở thư viện thì đơn giản thôi. Nếu mà bạn mà đã biết tác giả hay tác phẩm thì bạn có thể tìm theo từ khóa, rồi sử dụng phần mềm thư viện để tìm kiếm. Và nếu bạn tìm khó thì bạn có thể hỏi thủ thư sẽ giúp bạn. Điều đấy cũng đơn giản thôi. Về cơ bản nếu mà muốn được tìm sách phù hợp ở thư viện thì bạn cũng phải cố gắng đọc để có một nền tảng nhất định, thì bạn sẽ biết được là mình nên đọc gì. Hoặc là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất là bạn tìm một chuyên gia về lĩnh vực mà bạn đang muốn tìm hiểu đó, và họ sẽ gạch cho bạn khoảng 10-15 cuốn nên đọc đầu tiên. Đó. Ví dụ như em muốn tìm hiểu về ví dụ như là mỹ thuật Nhật Bản chẳng hạn, em gặp một chuyên gia về mỹ thuật Nhật Bản, họ sẽ biết là em nên đọc cuốn gì đầu tiên, cuốn gì trước, và sau đó là con em có thể đọc cuốn khác. Em có để ý thấy là các hình như là các nguyên thủ các nước phương Tây, không biết phương Đông như thế nào, nhưng có lẽ phương Tây họ cũng rất là có đề cao cái thị trường sách cũng như là việc đọc sách. Dựa chúng ta để biết là những cái tác giả như là Obama hay là Donald Trump thì họ đều là những cái gọi là bestseller đúng không ạ? Thì không hiểu là họ có cái chiến lược hay là có cái lý do gì trong cái việc trở thành một tác giả, bản thân họ trở thành một tác giả không ạ? Nó có nhiều lý do để trở thành một tác giả có sức ảnh hưởng. Thì thứ nhất là chúng ta biết rồi, khi mà viết những tác phẩm đó thì độc giả đều có một nhu cầu, đó là đồng nhất giữa tác giả và tác phẩm. Do vậy nếu bản thân nhân vật viết đó, tác giả đó, ví dụ như ông Nam, ông Vương chẳng hạn, là một nhân vật thú vị, là một nhân vật có hoạt động thực tiễn hay một tầm ảnh hưởng, thì đương nhiên sách sẽ được quan tâm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ có thể là có những cái tư tưởng, ý tưởng hay, và có một cái khả năng viết lách tốt, hoặc là có đội ngũ viết tốt. Ví dụ như là những cái bài phát biểu của ông AB chẳng hạn, không biết là ông gạch đầu dòng hay ông viết bao nhiêu phần trăm hay thư ký viết, nhưng mà các bài phát biểu mà mình có dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Việt ấy, thì ai cũng nói rằng là rất là văn chương, rất là hay, và nó có phong cách riêng của ông ấy. Cho nên là câu chuyện chính khách hay những người nổi tiếng mà viết sách mà để tạo nên sức ảnh hưởng thì nó sẽ đến từ chính cuộc đời của họ, hoạt động cống hiến, ảnh hưởng của họ, và hơn nữa là văn tài cũng như là khả năng tiếp thị marketing, bởi vì câu chuyện chúng ta biết rồi. Trong thế giới hiện nay thì sách mà bán được nhiều hay gây được ảnh hưởng không chỉ thuần túy là hay, nó cần đến nhiều yếu tố khác, trong đó có truyền thông, marketing đúng thời điểm, vân vân. Bạn Nhi có hỏi một câu rất là thú vị là không biết là đọc truyện tranh, manga có được tính là đọc sách không ạ? Có thể tính là đọc sách, không vấn đề gì cả. Manga nó có rất nhiều loại. Manga mà chúng ta thường hiểu thì thường là đánh đồng nó với lại manga giải trí.
ví dụ như là Conan hay là Doraemon chẳng hạn, hay là One Piece chẳng hạn. Thế nhưng mà manga thì nó là một thể loại mà rất là rộng, nó có thể manga học thuật, manga học tập, tức là nội dung thì là học thuật, nội dung là học tập, nhưng mà họ được thiết kế dưới dạng manga, ví dụ tiểu sử của nhà khoa học hoặc các luận thuyết về chính trị, luận thuyết về triết học hoặc là về triết lý cuộc sống, hoàn toàn có thể biến thành dạng manga. Do vậy nếu mà bạn thích đọc manga không sao cả, nhưng bạn nên đọc rộng thể loại ra, không chỉ là mỗi là giải trí thuần túy. Manga có rất nhiều thể loại, và manga cho trẻ em, manga cho người lớn rất là phong phú. Và những cái tác giả biết manga đều khuyên chúng ta là muốn hiểu được câu chuyện của manga thì chúng ta nên đọc cả những gì manga nhắc đến hay nền tảng của nó. Và các bạn mà đọc các tiểu thuyết light novel của Nhật hay là manga chẳng hạn, nếu để ý chúng ta sẽ thấy là tác giả là một người có nền tảng đọc rất là rộng, từ triết học Hy Lạp, triết học La Mã, lịch sử cận hiện, lịch sử cổ Trung, Đông Tây Kim Cổ, họ đều đọc hết thì họ mới có thể sáng tạo được như vậy, chứ không thuần túy họ chỉ là một tác giả kiểu hời hợt viết cho đại chúng đâu. Vâng ạ. À, đúng là những cái tác phẩm mặc dù là popular, gọi là sách popular, là sách đại chúng ấy. Nhưng mà ví dụ như ở Trung Quốc hay Nhật hay là phương Tây thì họ cũng đều là có những cái đề tài, họ đều đặt những cái đề tài liên quan đến ví dụ như nguồn gốc của vũ trụ hay là các nguyên tắc trong cuộc sống, tức là họ đi vào những cái yếu tố nền tảng của một xã hội. Nó hoàn toàn mang những cái tính chính trị và triết học, chứ không chỉ đơn thuần là những cái sáng tác gọi là vô thượng vô phạm. Thì có lẽ là phải đến từ cái việc là những cái tác giả họ cũng phải đọc những cái cuốn sách nền tảng rất là nhiều thì họ mới đi được đến cái mức sáng tác như vậy. Có lẽ là để kết thúc chương trình hôm nay thì anh Vương có thể tóm tắt một cái ý cuối cùng là với thực trạng Việt Nam hiện nay thì chúng ta có thể học được những cái yếu tố gì từ cái cách thúc đẩy văn hóa đọc tại Nhật Bản? Là tôi nghĩ là cái mà chúng ta cần phải học từ người Nhật đó là cái tinh thần bền bỉ, kiên trì mục tiêu của mình. Người Việt Nam chúng ta thì thường bồng bột làm cái gì đó là ban đầu rất là hăng hái, rất là đông đúc. Ví dụ như học tiếng Anh mà dạy miễn phí chẳng hạn, buổi đầu tiên đăng ký khoảng 100 người, nhưng mà sau khoảng độ học 10 buổi thì cứ rụng đi cuối cùng có khi còn lại mỗi giáo viên. Cho nên là cái tính cách hơi hơi trẻ con như vậy là sẽ khó có đến đến kết quả. Mà trong khi đó việc đọc, việc viết, việc suy ngẫm, việc sáng tạo, việc xây dựng văn hóa đọc là việc đòi hỏi nỗ lực qua nhiều thế hệ, qua nhiều năm tháng, thậm chí 10 năm, 20 năm mới có kết quả. Cho nên là chúng ta cần sự bền gan, vững chí, kiên trì. Chúng ta học cái đó từ người Nhật. Và thứ hai nữa, chúng ta phải tiến hành hoạt động này từ trong chính bản thân gia đình chúng ta trước. Và mỗi một người chúng ta phải làm tốt trong gia đình mình, sau đó lan tỏa ra xung quanh. Và nhiều người như vậy thì sẽ tạo nên một cái phong trào, một cái sức ảnh hưởng lan tỏa trong xã hội và lôi cuốn những người khác có thể làm theo hoặc có thể được khơi gợi cảm hứng từ chúng ta. Tôi nghĩ cái đó là cái mà chúng ta rất nên học hỏi. Người chúng ta thì có thể có nhiệt tình nhưng chúng ta hay bỏ cuộc giữa chừng, hoặc là chúng ta làm một cách hời hợt, hoặc là chúng ta chỉ làm 2 3 ngày chúng ta quên mất. Ví dụ như là buổi nói chuyện ngày hôm nay chẳng hạn, nói về đọc sách, 31 người ở đây chẳng hạn, để ai cũng hực khí thế, nhưng mà có khi ngày mai chẳng hạn cơm áo gạo tiền cuộc sống cuốn đi là chúng ta lại quên mất điều đó, và như vậy thì nó sẽ không hiệu quả. Vâng ạ, cảm ơn anh Vương rất là nhiều vì mỗi câu chuyện chia sẻ về cái kinh nghiệm tại Nhật Bản và soi chiếu ở Việt Nam ngày hôm nay. Hy vọng rằng là chúng ta có thể có được lại một câu chuyện mới, có thể là về một cái nền văn hóa đọc khác để chúng ta cùng tham khảo thêm và đồng thời là cùng xem xét cái tiến độ, cái tiến trình phát triển gọi là các progress của chúng ta nó đi đến đâu sau một khoảng thời gian. Vâng, cảm ơn anh Vương và cảm ơn các bạn đã tham gia. Vâng, cảm ơn anh Duy Nam và xin chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn sẽ chăm đọc sách và lan tỏa được tình yêu đọc sách của mình tới tất cả người Việt Nam chúng ta. Xin chào tạm biệt. Chào các bạn ạ, chúc các bạn ngủ ngon. Cảm Cảm ơn ơn anh các khán Vương. giả nhé, chào mọi người ạ. Vâng, cảm ơn anh Vương, chào mọi người. Xin mời.